chương 3040, toàn bộ xử lý. Một tiên vương tầng 9 có thể có được chiến lược của chuẩn thiên tôn, cái này đã không thể tưởng tượng nổi, phá vỡ thiết luật võ đạo, nhưng hiện tại lăng hàn càng bá đạo, chuẩn thiên tôn ở trong tay hắn liền giống như cỏ rác, có thể tùy ý thu hoạch. Đây thật là người cùng bọn hắn chung một cảnh giới sao. Lăng hàn sao có thể mạnh như vậy? Bọn hắn đều là siêu cấp yêu nhiệt tiến hóa lũy thừa đạt tới 12A, tranh lệch như thế nào sẽ lớn như thế, cái này kỳ thật không phải bọn hắn không đủ yêu nghiệt, mà là bọn hắn không có vận khí tốt như Lăng Hàn, nếu hiện tại bọn hắn cũng có thể được năng lượng hư tử rèn luyện, lại có một thanh thiên tôn bảo khí, chỉ sợ chiến lực cũng sẽ không thua Lăng Hàn bao nhiêu. Mà cái này cũng có thể thấy được, một khi Lăng Hàn chân chính giảo bước tiến lên chuẩn thiên tôn, hoặc là nhị bộ thiên tôn, như vậy ưu thế của hắn sẽ hoàn toàn biến mất. Mọi người đều được lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới rèn luyện, ngoại trừ lực lượng độc nhất vô nhị của Viêm Xương vị Diệt lại nắm giữ một trong sáu loại lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới, vậy thì hoàn toàn không có chia cao thấp. Xét đến cùng, cuối cùng vẫn phải nhìn năng lực bản thân. Trong lòng Lăng Hàn thổi qua ý nghĩ như vậy, nhưng ra tay lại không lưu tình chút nào, rất nhanh lại có hơn 10 chuẩn thiên tôn ngã xuống. Mà chuẩn thiên tôn ngã xuống càng nhiều, hắn nhận công kích càng ít, bị thương đương nhiên cũng càng ngày càng ít, càng ngày càng nhẹ. Hoa Nguyệt cắn răng, xoay người bỏ chạy, nếu không chạy, chờ Lăng Hàn diệt hết chuẩn thiên tôn trên trận, liền đến phiên hắn xui xẻo. Hắn chỉ là tiên vương tầng 9, sao có thể đấu với chuẩn thiên tôn? Hắn lại quên, kỳ thật Lăng Hàn chỉ là tầng 9. Vấn đề là, bây giờ còn có ai sẽ xem Lăng Hàn như tiên vương tầng 9? Lăng Hàn cười ha ha, dưới chân bộc phát, bành, hắn vọt ra ngoài, mặc dù có rất nhiều chuẩn thiên tôn ngăn cản, nhưng Lăng Hàn căn bản không để ý tới, bị mấy chục đạo công kích của oanh loạn tạc, hắn đã giết ra, đuổi sát hoa Nguyệt. hoa Nguyệt quay đầu nhìn thoáng qua, không khỏi mặt đều tái rồi. Bây giờ còn có khoảng 40 tên chuẩn thiên tôn, làm sao chặn cũng không chặn được lăng hàn. Đây là tự nhiên, có thiên tôn bảo khí mở đường, làm sao cản. Lăng Hàn đưa tay chộp tới Hoang Nguyệt, ngươi không thể chết dễ dàng như vậy, ta phải bắt ngươi về võ viện, tế điện tiêu anh hùng. Chớ có xem thường ta, Hoang Nguyệt hừ một tiếng, ông, một đạo tinh thần xung kích đánh về phía Lăng Hàn. Nhưng Lăng Hàn lại không bị ảnh hưởng, tay không có một tia rung động, Lúc trước hắn chỉ cần trốn vào tiên khách cư, liền sẽ không bị hắc khí ảnh hưởng, nói cách khác, tiên kim có thể hữu hiệu ngăn cách loại tinh thần xung kích này. Như vậy, hiện tại hắn tu thành bất diệt tiên kim thể, chẳng lẽ còn không có dạng năng lực miễn dịch này sao? Hắn một trường rơi xuống, Hoa Nguyệt làm sao cũng khó có khả năng tránh được, tầng chín làm sao có thể là đối thủ của Chuẩn Thiên Tôn? Lăng Hàn bắt Hoa Nguyệt, phòng bế tu vi của đối phương, ném vào một kiện không gian thần khí. Hắn sợ Hoa Nguyệt sẽ còn phát ra ma khí ô nhiễm chúng nữ, đương nhiên là không thể đưa vào tiên khách cư. Hoa Nguyệt vừa biến mất, những chuẩn thiên tôn còn lại lập tức trở nên mờ mịt, chủ nhân không có, bọn hắn tựa như diều đứt dây, chỉ còn lại có bản năng giết chóc cực kỳ nguyên thủy. Lăng Hàn lại dương tiên ma kiếm, xoát xoát xoát, kiếm quang như mưa, rất nhanh chuẩn thiên tôn còn lại cũng toàn bộ ngã xuống. Lúc này hắn mới thu kiếm, nhanh chân đi về phía hẻm núi. Bọn người am Mục đều trợn mắt hốc mồm, chỉ biết dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn chằm chằm Lăng Hàn, lại hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Đây thật là tiên vương tầng 9 sao, thế nào, Lang Hàn vừa cười vừa nói, tương đối chấn kinh, còn đang trong tiêu hóa. A à, Mục nói, đây là lời nói thật, nhưng cũng có thể nhìn ra trái tim của hắn lớn, nếu không, hiện tại tuyệt không có khả năng nói như vậy. Tất cả mọi người gật đầu, dạng tiên vương tầng 9 này gần như không tồn tại. Lăng Huynh, vừa rồi ngươi muốn xích viêm thiên hỏa thạch, chính là vì tu ra bí pháp sau cùng sao. Lưu Tử Nhan hỏi, đôi mắt đẹp chớp chớp, bản thân nàng liền là yêu nghiệt tiến hóa lũy thừa đạt tới 12, nhất định trở thành thiên tôn, đã không có người có thể làm cho nàng ngưỡng mộ, nhưng bây giờ nàng lại cảm giác mình nhỏ bé. Đây mới thật sự là yêu nghiệt, một người lại như bức hơn bọn hắn gấp trăm lần. Nàng chỉ cảm thấy trái tim đập nhanh, hai gò má như đào, dây thần kinh nào đó giống như bị kích thích một chút. Lang Hàn gật gật đầu, cái này đã bị người nhìn ở trong mắt, phủ nhận cũng không có ý nghĩa, lại nói, đạt tới độ cao hiện tại, coi như tu thiên tôn bí pháp cũng không cần che giấu, chỉ cần thiên tôn không ra, hắn liền không sợ. Chúng ta bây giờ là chờ ở chỗ này hay lập tức trở về? A à, mục hỏi, bọn hắn khẳng định không đuổi kịp Đỗ Thập Nhất như vậy không bằng ở chỗ này chờ thiên tôn của võ viện chạy đến, đến lúc đó mượn tay đối phương đưa trở về, ở trong này cũng có thể tiếp tục tu luyện. Phần lớn người vẫn nguyện ý ở chỗ này tiếp tục tu luyện, dù sao mục tiêu của bọn hắn là xung kích chuẩn thiên tôn, bây giờ còn chưa có thành công đúng hay không? Lại nói, bị Lăng Hàn đâm kích như thế, bọn hắn càng muốn dảo bước tiến lên chuẩn thiên tôn. Lăng Hàn lại không có ý định ở chờ lâu chỗ này, hắn đã bước vào tầng 9, lại tu thành bất diệt tiên kim thể, thành tựu chuẩn thiên tôn cũng không cần cảm ngộ gì, chỉ cần tăng tu vi lên tới tầng 9 đỉnh phong, vậy hắn liền có thể trực tiếp đi xung kích nhất bộ thiên tôn. Cái này cần chỉ là thời gian mà thôi, cũng không phải hoàn cảnh nguy hiểm gì, hơn nữa, đối với Lăng Hàn mà nói, nơi này cũng không thể xem như hiểm địa. Hắn rời đi, trước cùng ngõ lý và đại hắc cầu tụ hợp, sau đó quay lại võ viện. Bất quá, lần này hắn lại tính sai, bởi vì võ viện xuất động một nhị bộ thiên tôn, chỉ dùng mấy ngày liền chạy tới phá vân hỏa sơn, biết được nguy cơ đã giải quyết, liền trở về võ viện, nhanh hơn lăng hàn không biết bao nhiêu lần. Sớm biết, nên đi nhờ xe A, lăng hàn cũng không có để ý, với hắn mà nói, thời gian mấy năm kỳ thật không hề khác gì mấy ngày. Hắn giao hoang nguyệt cho võ viện, tự nhiên sẽ có người gõ ra hắn biết hết thảy tư liệu liên quan tới cuồng loạn, mà một khi gõ xong, loại phản đồ này tự nhiên là bị xử tử. chương 3041, Mã Phong trở về. Bất quá, vị nhị bộ thiên tôn kia cũng không có tuyên truyền chiến tích của Lăng Hàn, đại nhân vật như hắn tự nhiên khinh thường làm như vậy, chỉ chờ tới lúc bọn người am Mục trở về, tự nhiên sẽ chuyển ra. Hắn chỉ ghi Lăng Hàn một công, thậm chí cho Lăng Hàn một đạo miễn tử kim bài, cho phép hắn có thể phá hư quy củ võ viện một lần, kỳ thật lăng hàn cũng không quá để ý hắn đã có được thực lực của chuẩn thiên tôn dính vào hai chữ thiên tôn liền có thể không bị quy tắc trói buộc siêu thoát ở bên ngoài thế tục hắn ở trong võ viện tạm đợi mấy ngày cùng bọn người dị nghiêm tiên luộc tự nhiên có mấy lời muốn nói hắn còn đi xem nhìn kỷ vô danh hỏa phù dung đã nhiều năm như vậy hai người này tự nhiên cũng có tiến bộ nhảy vọt nhưng đã bị hắn hất ra rất xa bất quá ở trong đại thế giới này chuẩn thiên tôn chỉ là cất bước thiên tôn bảy tầng mới thật sự là điểm cuối cùng. Lại hai ngày sau, Lăng Hàn dự định rời đi, hắn muốn tới lâm ra một chuyến, tiếp nữ hoàng tiến về ngoại vực chiến trường, về phần vũ hoàng có đi hay không, vậy phải xem ý nguyện của hắn. Bành, hắn còn không có xuất phát, cửa đã bị ngạnh xanh đập ra. Lăng Hàn, cút ra đây cho ta, một thanh âm đĩnh đạc quát, Lăng Hàn kinh ngạc, từ khi hắn đại khai sát giới, chém rất nhiều tiên vương tầng 9, trong võ viện ai thấy hắn không gọi một tiếng Lăng Sư Huynh, làm sao bây giờ lại có người dám chạy đến chỗ hắn nháo sự. Hắn đi ra ngoài, chỉ thấy ngoài cổng thình lình đứng một người trẻ tuổi, một bộ khí thế hung hăng. Là Mã Ngọc Hải, Lăng Hàn kinh ngạc, gia hỏa này là uống lộn thuốc, lại dám đến khiêu khích mình. Hắn không khỏi buồn cười, dạo bước mà ra nói, Mã Ngọc Hải, còn không có chịu đủ giáo huấn sao. Mã Ngọc Hải hư một tiếng, Lăng Hàn, đừng tưởng rằng mình rất nghiêu bức, hôm nay, bản thiếu liền dạy ngươi làm người như thế nào ánh mắt lăng hàn mãnh liệt, chỉ nhìn thái độ của Mã Ngọc Hải, coi như bị hắn đánh gần chết, cam đoan võ viện cũng sẽ không truy cứu. Thiên tôn không thể nhục, Mã Ngọc Hải lập tức giật nảy mình, vội vàng rút lui ba bước. Ta cảnh cáo ngươi, đừng làm loạn, bởi vì cha ta đã từ ngoại vực chiến trường trở về. Lăng hàn a một chút, khó trách, phụ thân của Mã Ngọc Hải Mã Phong chính là một vị chuẩn thiên tôn, có dạng cường giả này chỗ dựa, hắn tự nhiên không chút kiêng kỵ. Lăng Hàn lắc đầu, cho nên, ngươi liền coi mình có thể khiêu khích ta. Sai, Mã Ngọc Hải chỉ vào Lăng Hàn, ta đây là cho ngươi một cơ hội, hiện tại ngươi ngoan ngoãn xin lỗi, để bản thiếu đánh một trầu, như vậy khúc mắc của chúng ta bỏ qua. Nếu không, đành phải mời cha ta xuất mã. Nói xong lời cuối cùng, hắn tràn đầy uy hiếp, Lăng Hàn rất nhiều bức, kiếm chảm tiên vương tầng 9, thậm chí từng để cho một vị chuẩn thiên tôn thấy máu. Nhưng Hà Vũ Phong chỉ là chuẩn thiên tôn tân tấn, luận thực lực kém Mã Phong không biết bao nhiêu lần, hơn nữa, Hà Vũ Phong cũng không phải đánh không lại Lăng Hàn, chỉ là bị Lăng Hàn vận dụng đại chiêu, mới liều đến thụ một chút vết thương nhỏ, thực lực bản thân không biết vượt qua Lăng Hàn bao nhiêu lần. Cho nên hắn tự nhiên là ăn chắc Lăng Hàn, nếu không phải phía sau Lăng Hàn còn có một lâm gia, mà phụ thân hắn cũng chỉ là chuẩn thiên tôn, hắn thật muốn làm thịt Lăng Hàn. Lăng Hàn cười ha ha, một cái tát rút tới, ba, Mã Ngọc Hải lập tức bay ra ngoài. Nể tình Mã Phong ở ngoại vực chiến trường chiến đấu nhiều năm, hắn cũng không có hạ sát thủ, vì mã ra lưu lại hương hỏa. Đương nhiên, nếu mã Ngọc Hải còn không biết tốt xấu, vậy hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, lúc trước mã Ngọc Hải mời ra tần xương tới giết hắn, cái này đủ để phán đối phương tử hình. Nửa ngày cũng chưa tới, một tin tức truyền ra, mã phong buông lời, muốn lăng hàn vào hôm nay một đường quỳ đi tới chỗ mã Ngọc Hải bồi tội, nếu không, hắn sẽ ra tay. Lập tức, toàn bộ võ viện kinh bạo, chuẩn thiên tôn muốn xuất thủ đối phó lăng hàn, ai, Lăng Hàn sẽ khuất phục A, à? đúng vậy, chuẩn thiên tôn xuất thủ, hắn căn bản không có khả năng chống đỡ được, dù sao không phải như Hà Vũ Phong có 10 chiêu ước hẹn, lần này ai cho Lăng Hàn chỗ dựa. Chỉ cần không nháo chết người, phương diện võ viện cũng sẽ không ngăn cản một vị chuẩn thiên tôn, chút mặt mũi này khẳng định phải cho. Cũng không nhất định, chẳng lẽ ngươi không có nghe nói sao, Lăng Hàn đánh bại chuẩn thiên tôn của Vân Gia, như vậy đối chiến mã phong đại nhân cũng không nhất định rơi vào hạ phong. Ha ha! dạng lời đồn này ngươi cũng tin tưởng. Phải a, à, lang Lăng Hàn mới chỉ là tầng 8, làm sao có thể địch nổi chuẩn thiên tôn. Tất cả mọi người là thiên về một bên không coi trọng Lăng Hàn, dù có một hai thanh âm phản đối, cũng lập tức bị bao phủ. Lăng Hàn tự nhiên cũng nghe nói, lắc đầu, Mã Phong thật đúng là yêu chiều nhi tử. Hắn đương nhiên không có khả năng đi nói xin lỗi Mã Ngọc Hải, chỉ làm như không biết. Một ngày trôi qua, mặt trời mới mọc, Lăng Hàn, ra, một thanh âm trầm thấp vang lên ở bên ngoài, lại tràn đầy lực uy hiếp. Lăng Hàn vốn đang ngồi tu luyện, hiện tại hắn xa xa còn không có đạt tới tầng 9 đỉnh phong, thực lực có không gian tăng lên to lớn, mỗi một khắc với hắn mà nói đều cực kỳ trọng yếu. Hắn đứng dậy, đi tới ngoài cửa, chỉ thấy một trung niên nam tử đang đứng ở ngoài cửa, hắn một thân chiến giáp màu đen, còn có rất nhiều địa phương vỡ vụn. Nhưng tuyệt đối không nên xem thường bộ chiến giáp này, bởi vì đây chính là tiên kim tạo thành. Tiên kim đúc chiến giáp cũng vỡ vụn như thế, người này đến cùng trải qua chiến đấu như thế nào. Hắn là Mã Phong, mới từ ngoại vực chiến trường trở lại, nơi đó chiến đấu tự nhiên huyết tinh. Lăng Hàn ôm quyền, nguyên lai là Mã Huynh, Mã Phong lập tức nhớn mày, chỉ là tiên vương tầng 9 lại dám cùng mình xưng huynh gọi đệ. Xem ra, con của mình cũng không có lửa gạt hắn, tiểu tử này thật sự là cuồng ngạo. Người trẻ tuổi, đừng tưởng rằng mình có chút thiên phú liền coi trời bằng vung. Hắn từ tốn nói, ta cũng không giết người, chỉ đoạn ngươi hai tay hai chân, để ngươi trong 100 triệu năm không thể khôi phục, hảo hảo tỉnh lại một chút. Nguyên bản, đoạn mất hai tay hai chân cũng có thể rất nhanh khôi phục, nhưng Mã Phong đã nói như vậy, hiển nhiên là có nắm chắc. Chỉ cần lưu lại một đạo ý chí võ đạo không tiêu tan, như vậy thương thế lại nhỏ bé cũng không có khả năng khôi phục. Chương 3042, một bàn tay chụp chết. Ở trong võ viện, Mã Phong cũng không dám làm loạn, nói giết người liền giết người, dù sao hắn cũng chỉ là chuẩn thiên tôn. Lang Hàn nhướng mày, Mã huynh, ta làm việc rất có nguyên tắc, không có người chọc ta, ta cũng sẽ không chọc người. Cho nên, không nên chỉ nghe lời một phía từ lệnh lang. Mã Phong cười lạnh, chỉ nhìn ngươi bất kính với bản tôn, bản tôn cũng phải hảo hảo giáo huấn ngươi. Thật ngông cuồng, tiên vương cũng dám cùng chuẩn thiên tôn xưng huynh gọi đệ. Lúc này, đang có rất nhiều người chạy tới. Bọn hắn đã sớm đợi giờ khắc này, lang hàn không có đi chỗ mã Ngọc Hải, mã Phong khẳng định sẽ có hành động, bởi vậy, mã phong xuất hiện đám người liền nhao nhao chạy tới mã ngọc hải cũng tới khóe miệng của hắn cười lạnh lại dám ba phen mấy bận nhục nhã mình hôm nay liền để lăng hàn cũng nếm thử tư vị bị người nhục nhã bất quá chuyện cho tới bây giờ hắn tự nhiên cũng không hy vọng xa vời có thể để vương ra tiểu thư hồi tâm chuyển ý lăng hàn nhìn mã phong hắn có thể nói gặp qua rất nhiều chuẩn thiên tôn giết cũng không ít nhưng so sánh với mã phong ngoại trừ lâm phiêu tuyết ra không ai có thể nhìn theo bóng lưng dù sao Hà Vũ Phong, Vân Hạo Dưỡng đều chỉ vừa vặn đột phá, đám người thanh quỷ tiên vương thì bị quán lực hình thành con rối, cái nào có thể so sánh với Mã Phong. Đây mới thật sự là chuẩn thiên tôn. Mã Huynh, ta kính người ở ngoại vực chiến trường chiến đấu nhiều năm, đây là ta một lần cuối cùng khuyên bảo, như vậy dừng đi. Lăng Hàn từ tốn nói, dù thực lực của Mã Phong viễn siêu Hà Vũ Phong, Vân Hạo Dưỡng lại như thế nào? Hiện tại chiến lực của hắn cộng thêm tiên ma kiếm đã có thể không sợ bất luận chuẩn thiên tôn gì, làm sao có thể chịu nhục. Mã Phong lộ ra vẻ khinh thường, một tiên vương đắc chí ở trước mặt hắn, thả ra ngoan thoại, đây là không lượng sức đến cỡ nào. Hắn thản nhiên nói, công lao cùng hy sinh của bản tôn, căn bản không phải ngươi có thể lý giải. Quỳ xuống, hắn đột nhiên lớn tiếng nói, thanh âm cuồng bạo, thẳng vào linh hồn. Ba ba ba, lăng hàn không có quỳ, nhưng phụ cận lại có chí ít mười mấy người quỳ xuống những người này ai cũng lo sợ không yên phải biết bọn hắn dù sao cũng là đế giả a à, lại ngay cả chuẩn thiên tôn quát cũng ngăn không được mà cái khác không có quỳ xuống sắc mặt cũng tái nhợt thiên tôn trị uy siêu việt quy tắc vô cùng đáng sợ chỉ có lăng hàn điềm nhiên như không có việc gì chắp hai tay ở sau lưng cười nói mã huynh đánh nhau cơ bản dựa vào giống sao cái này là châm chọc mã phong lập tức lộ ra vẻ giận dữ ánh mắt cũng lưu chuyển ra sát khí bất quá hắn vẫn không nói gì Mã Ngọc Hải trước hết nhảy ra ngoài. Lăng Hàn, người dám vô lễ với cha ta, người có biết, cha ta ở ngoại vực chiến trường cùng cuồng loạn chiến đấu, không có cha ta hy sinh cùng đổ máu, nào có người đứng ở chỗ này nói chuyện. Nghe nói như thế, không ít người đều gật đầu, hiện tại thiên tôn không ra, không phải là không có thiên tôn, mà là tất cả mọi người ở ngoại vực chiến trường đối kháng cuồng loạn, đây là hy sinh rất lớn, đáng giá tôn kính. Người dám bất kính với anh hùng ở ngoại vực chiến trường, tội đáng chết vạn lần. Mã Ngọc Hải còn nói thêm, Lang Hàn cười lạnh, không tệ, bất kính với người lập đại công, tội đáng chết vạn lần. Hưu, hắn xuất thủ, bắt tới Mã Ngọc Hải, lớn mật, ở trước mặt bản tôn, người còn dám làm càn. Mã Phong cũng xuất thủ, vỗ tới Lăng Hàn một trường, tiểu tử này thật sự là ăn gan hùng, lại dám ở trước mặt hắn xuất thủ động đến nhi tử hắn, não tàn sao. Lăng Hàn lại ngưng một quyền, đánh tới Mã Phong, bành, hai người đối oanh một kích, Lăng Hàn lập tức bị đánh bay ra ngoài, nhưng dưới chân Mã Phong cũng khẽ động, liền lùi lại bảy bước. Nhưng mà, Lăng Hàn lại mượn lần đánh bay này, tăng tốc bắn tới Mã Ngọc Hải. Hắn lại đưa tay nhấn một cái, Mã Ngọc Hải làm sao có chỗ chống phản kháng, lập tức rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Vừa ra tay, thực lực của Lăng Hàn cũng không giữ lại, trên người có chín đạo dị sắc chấp động. Tiên vương tầng 9, trời ạ, à, thời điểm hắn cùng Hà Vũ Phong giao thủ, vẫn chỉ là tầng 8. Vừa mới qua bao nhiêu năm, cũng đã dảo bước tiến lên tầng 9 rồi tất cả học viên đều trợn mắt hốc mồm bọn hắn cái nào cũng là kỳ tài võ đạo nhưng đối mặt lăng hàn bọn hắn trừ khiếp sợ ra vẫn chỉ có chấn kinh sắc mặt của mã phong càng khó coi chuẩn thiên tôn đã xuất thủ nhưng vẫn không thể nào ngăn cản lăng hàn hành hung để nhi tử rơi vào trong tay đối phương hắn đã giận vừa vội hận không thể oanh sát lăng hàn thành cặn bã nhưng lại cố kỵ nhi tử trong tay lăng hàn không dám hành động thiếu suy nghĩ thả người hắn xâm nhiên nói lăng hàn lắc đầu mã phong mặc dù ta rất muốn kính ngươi, lại chỉ ở trên người của ngươi thấy được ích kỷ, cuồng vọng. Ngươi cho rằng ngươi làm ra bao nhiêu cống hiến, chỉ là chuẩn thiên tôn mà thôi, ở ngoại vực chiến trường chỉ bất quá đánh xì dầu A. Ngươi nói, nếu như không có ngươi, cuồng loạn có thể tạo thành càng nhiều phá hư sao. Không nên xem mình quá cao, ngươi cũng không nhìn con của mình một chút, lại làm ra sự tình gì. Lăng Hàn dừng một chút, lại nói, trước đó, con của ngươi lợi dụng một viên thiên tôn đan làm đại giá, mời ra một tiên vương tầng 9 tới giết ta. Ta cũng phải tính với ngươi, cái này muốn ngưu hại đệ tử võ Việt, lại là tội gì? Nói bậy, mã phong vẩy vẩy tay áo, đương nhiên đẩy sạch sẽ, nếu không một khi võ viện truy cứu, cái tội danh này lớn lắm. Lăng hàn sách mã ngọc hải lên, ngươi có thừa nhận hay không? Ngươi nói bậy, mã ngọc hải vội vàng lắc đầu, hắn đâu thể nào thừa nhận. Hơn nữa, ở trong võ viện, trước mặt phụ thân, lăng hàn lại dám nghiêm hình bức cung sao? Không nói sao, lăng hàn lộ ra nụ cười lại tràn đầy sát cơ mã ngọc hải lạnh cả tim nhưng lập tức ngóc cổ lên muốn gán tội cho người khác để cho ta thừa nhận người đối đãi đệ tử võ viện như vậy đặt quy củ của võ viện ở chỗ nào ngươi thật sự nghĩ mình có thể coi trời bằng vung sao hắn lộ ra nụ cười lạnh cái mũ này chụp xuống lại thêm phụ thân trợ giúp cam đoan lăng hàn chạy không khỏi một kiếp phải bỏ ra giá cả to lớn ngươi đến bước ta a à, có nhiều người nhìn xem như vậy thủ đoạn của ngươi càng nặng đến lúc đó chỉ có bị võ viện chế tài càng thảm. Trường 3043, Lăng Hàn có công lớn. Mã Phong thì lộ ra nụ cười, nhị tử dũng cảm như thế để hắn rất vui mừng, thân rơi vào tay địch, vẫn có thể bất khuất không theo, không hổ là hảo nhi tử của hắn. Những người khác cũng đều nhìn Lăng Hàn, xem hắn phải thu xếp như thế nào. Lăng Hàn, có chiêu thuật gì cứ việc dùng, nếu bản thiếu nhíu mày một chút, liền là tôn tử của ngươi. Mã Ngọc Hải càng ngày càng khoa trương, thành toàn ngươi, Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, tay phải vỗ, ba, chán của Mã Ngọc Hải chán lập tan nát. Mã Ngọc Hải lăng lăng nhìn Lăng Hàn, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lăng Hàn lại sẽ hạ sát thủ với mình. Làm sao dám, đây chính là võ viện A, càng có phụ thân hắn tỏa chân ở một bên. Một ý niệm còn không có quay tới, hắn liền chán nản ngã trên mặt đất, thức hải bị kích phá, tự nhiên chỉ có một con đường chết. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn giống như Mã Ngọc Hải, đều chấn kinh vì sao Lăng Hàn dám xuống tay khác biệt chính là, bọn hắn còn có thể tiếp tục chấn kinh, mà Mã Ngọc Hải lại treo. Không, Mã Phong gầm thét, tóc đen tung bay, như một con hùng sư điên cuồng. Trong hai mắt hắn phun ra lửa giận, mình chỉ có một nhi tử như vậy, hơn nữa đứa con trai này cũng hết sức xuất sắc, tương lai không phải là không có cơ hội vượt qua mình. Nhưng mà, ngay ở trước mặt hắn, con của hắn bị oanh sát. Hắn muốn giết người, hắn muốn giết người, hắn muốn giết người. Người đừng nghĩ chết được dễ dàng, bản tôn muốn người thụ đủ một kỷ nguyên tra tấn, lại oanh sát người thành cặn bã. Mã Phong giận dữ hết, hắn phẫn nộ ra tay, muốn bắt Lăng Hàn. Ha ha, nghĩ hay lắm, Lăng Hàn không sợ ninh tiếp, oanh, 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 hai chuẩn thiên tôn đối oanh, trong nháy mắt gây ra phá hư to lớn. Lên trời chiến một trận, Lăng Hàn dẫn đầu vọt lên bầu trời, chạy đi đâu, Mã Phong vội vàng đuổi kịp, đến trên bầu trời, hai cường giả tiếp tục đối oanh, lần này bọn hắn cũng không cần lưu lực, có thể buông ra hết thảy hạn chế thỏa thích chiến đấu. Nhưng mà, bọn hắn chiến đấu thời gian càng lâu, người phía dưới càng chấn kinh. Lăng Hàn chỉ là tiên vương tầng 9A, tiên vương tầng 9 liền có thể địch nổi chuẩn thiên tôn, ông trời của ta, đây thật là để cho người ta không thể tin được. Hắn đến cùng là tu luyện thế nào, từ xưa đến nay, hắn hẳn là tầng 9 mạnh nhất. Nhưng cũng có người cười trên nỗi đau của người khác, tràn ngập ghen tị nói. Hắc hắc, lại yêu nghiệt thì như thế nào, giết hại đệ tử võ viện là tội chết ít nhất cũng phải ném vào tiên vương mộ địa sống quãng đời còn lại ở đó cũng không nhất định lấy lăng hàn yêu nghiệt nói không chừng có thể được võ viện mở một mặt lưới có người liền nói ta cảm thấy lăng hàn quá hành động theo cảm tính vì cái gì không chờ một chút chỉ cần thoát ly võ viện thậm chí chỉ cần ở bên ngoài võ viện giết người cũng không cần lo lắng vấn đề này a à. đúng ở võ viện giết người còn ở trước mặt mã phong cái này rất khó nhảy qua đám người nghị luận ầm ý trên bầu trời cũng đánh vô cùng kịch liệt. Banh banh banh, liên tiếp giao phong kịch liệt, trên thân Lăng Hàn bị liên tục oanh trúng 17 kích, cả người cũng bị đánh bay ra ngoài. Không thể không nói, Mã Phong là một chuẩn thiên tôn uy tín lâu năm, càng ở ngoại vực chiến trường huyết chiến vô số năm, chiến lực xác thực vô cùng cường đại, so với Hà Vũ Phong, Vân Hạo Dưỡng còn cường đại hơn gấp 10. Chẳng qua là sau khi Lăng Hàn ổn định thân hình, chỉ thấy hơn 10 hang lõm trên thân hắn, lại tựa như tiểu hài huy quyền đánh vào bột mì, chỉ móp méo vào, nhưng không vỡ vụn tự nhiên cũng sẽ không có một giọt máu chảy ra mà cơ hồ chỉ nháy mắt những cái hố nhỏ này liền cấp tốc phục hồi như cũ mã phong nguyên bản vô cùng chắc chắn nhưng thấy cảnh này lại kém chút trừng tròng mắt ra ngoài đây là cái khí lực biến thái gì a à? phía dưới tất cả mọi người cũng ngốc rơi đây là thiên sinh thứ hai sao lang hàn cười nhạt một tiếng muốn giết ta không thể dễ dàng như thế tất cả mọi người im lặng cái này nào chỉ là sự tình có dễ dàng hay không, mà là thật có thể giết chết người sao? Mã phong hít một hơi thật sâu, nhị tử thi cốt chưa lạnh, mà cứu nhân giết con đang đứng ở trước mặt, hắn có thể vào lúc này thu tay sao? Bản tôn cũng không tin tưởng, người có thể một mực bảo trì trạng thái này. Hắn cho rằng đây là lang hàn vận chuyển bí pháp nào đó, tuyệt không có khả năng thường trú. Vậy cứ việc tới thử xem, lang hàn cười nói, mã phong không nói thêm gì nữa, lần nữa giết tới. Banh 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 hai người đại chiến, xác thực mã phong mạnh hơn, ngăn chặn Lăng Hàn, không ngừng cho hắn đả kích, nhưng đối mặt phòng ngự biến thái của Lăng Hàn, hắn lại không hề có biện pháp giải quyết. Nếu như thực lực của Lăng Hàn không có mạnh như vậy, vậy sau khi hắn chấn trụ Lăng Hàn, lấy lực lượng cường đại lại thêm quy tắc chậm rãi luyện hóa, vậy coi như là tiên kim cũng gánh không được. Nhưng vấn đề là, chiến lực của Lăng Hàn cũng đã tới chuẩn thiên tôn, hơn nữa còn rất mạnh, cái này liền làm hắn bất đắc dĩ, nào có cơ hội chậm rãi luyện hóa. Hơn nữa, Lăng Hàn còn không có tế gia tiên ma kiếm, nếu không một khi thiên tôn bảo khí phát huy, vậy ai yêu ai khuyết liền khác. Phía dưới tất cả mọi người đã chết lặng, chỉ biết ngơ ngác nhìn bầu trời, chấn kinh chiến lực của Lăng Hàn, sức khôi phục tại sao có thể cường đại đến tình trạng như vậy. Một ngày, hai ngày, ba ngày, hai đại cường giả chiến đấu chậm chạp không có kết thúc. Không sai biệt lắm được rồi, một thanh âm ung dung vang lên, lại mang theo uy nghiêm vô thượng. Thiên tôn đóng giữ võ viện mở miệng, vũ Long đại nhân, kẻ này ở trong võ viện công nhiên sát hại đồng môn, xin đại nhân xuất thủ, bắt kẻ này giao cho ta xử lý. Mã Phong ngừng công kích, nhìn phía dưới nói, một vị nhị bộ thiên tôn mở miệng, hắn không dám coi như gió bên tai. Đối với Mã Phong mà nói, đây thật ra là rất mất mặt, đường đường chuẩn thiên tôn thế mà còn bắt không được một tiên vương tầng 9, thế mà còn muốn những người khác hỗ trợ. Nhưng ai bảo chết chính là nhi tử của hắn, hắn tuyệt đối không có khả năng để lăng hàn còn sống rời đi. Phía dưới, đám người cũng đều lắc đầu thở dài, phải biết võ viện có quy củ của võ viện, coi như lăng hàn yêu nghiệt, kia nhiều lắm là bỏ qua cho một mạng, nhưng vẫn phải đưa vào tiên vương mộ địa. Hủy không có quan hệ, có thể xây lại, chương 3044, hoàn toàn thiên vị một. Ai bảo lăng hàn giết mã Ngọc Hải, hơn nữa còn ở trong võ viện, còn ở ngay trước mặt mọi người. Cửa ải này, lăng hàn tuyệt không qua được, lăng hàn không nói gì, chỉ là từ trên bầu trời rơi xuống vũ long thiên tôn cũng không có mở miệng nói chuyện duy trì trầm mặc mã phong gấp đây là tình huống như thế nào chẳng lẽ đối phương muốn bao che lăng hàn sao hắn vội vàng nói đại nhân ta ở ngoại vực chiến trường huyết chiến không biết trọng thương bao nhiêu lần càng xém chút vẫn lạc nhưng dòng dõi của ta lại bị người đánh giết ở trước mặt việc này nếu truyền ra không phải muốn rét lạnh tâm người ở tiền tuyến huyết chiến sao hắn đánh ra khổ tình bài nhưng cực kỳ có lực uy hiếp chuyện này nếu không làm công bằng cường giả huyết chiến ở tuyền tuyến còn có tâm tư gì đi chiến đấu. Mã Phong, người xác thực vì nguyên thế giới chảy qua mồ hôi, càng chảy qua máu. Vũ Long Thiên Tôn nói, bất quá, cũng chỉ như thế, Lăng Hàn có công lớn với nguyên thế giới, con của ngươi nhục hắn, đây là tội lớn. Coi như hiện tại Lăng Hàn giết ngươi, công lao vẫn xa xa lớn hơn tội, bản tôn sẽ không ra tay với hắn, đổi lại thiên tôn khác cũng như thế. Cái gì, nghe được Vũ Long Thiên Tôn nói, tất cả mọi người chấn kinh. Lăng Hàn đến cùng lập xuống công lao gì, lại có thể đạt được đãi ngộ như vậy. Giết một chuẩn thiên tôn cũng có thể ung dung ngoài vòng pháp luật. Đây là tự nhiên, Lăng Hàn giải quyết mấy vạn chuẩn thiên tôn, cái này há lại là một mã phong có thể bị kịp, chỉ là tin tức này còn không có chuyển ra, nếu không, toàn bộ võ viện đều sẽ tuyên dương mỹ danh của Lăng Hàn. Ta không phục, không phục, mã phong sừng sốt một chút, lập tức ngẩng cổ lên kêu to. Một tiên vương tầng 9 lại có thể lập xuống đại công gì? coi như hắn có chiến lực chuẩn thiên tôn lại như thế nào, lại có thể so với ta lập nhiều công lao gì. Phải biết, ta là ở ngoại vực chiến trường đẫm máu mấy ngàn ức năm. Ngươi có phục hay không, cùng bản tôn không quan hệ, lại không bỏ qua, bản tôn liền bắt ngươi, ném ra võ viện. Thanh âm của Vũ Long Thiên Tôn vang lên, hắn vẫn không có lộ diện, lại cực kỳ bá khí. Chuẩn Thiên Tôn lại như thế nào, ở trước mặt Thiên Tôn chính thức, cái rắm cũng không bằng nghe được lời này của vũ long thiên tôn tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người đây là thiên vị cỡ nào tất cả mọi người vô cùng hiếu kỳ đến tột cùng lăng hàn đã làm sự tình kinh người gì mới có thể đạt được đãi ngộ như vậy bọn hắn thực sự không cách nào tưởng tượng bởi vì lăng hàn mạnh như thế nào đi nữa cũng chỉ là có chiến lược chuẩn thiên tôn mà thôi ta không tin ta không tin mã phong lớn tiếng kêu lên mặt mũi của hắn tràn đầy gân xanh ở trong đó nhất định có nội tình gì đây là cố ý thiên vị ồn ào Vũ Long Thiên Tôn hừ một tiếng, oanh, một cái đại thủ từ trên trời giáng xuống, bắt tới Mã Phong. Hắn là nhị bộ Thiên Tôn, cùng một chuẩn Thiên Tôn giải thích nửa ngày đã đủ nể tình, này chủ yếu là vì Mã Phong mất con thống khổ cùng huyết chiến với cuồng loạn. Mà nói đến cống hiến, nhị bộ Thiên Tôn như hắn có thể ít hơn đối phương sao? Không thành Thiên Tôn chân chính, cuối cùng chỉ là đánh một chút xì dầu mà thôi. Mã Phong không có chống cự, bị đại thủ này tùy tiện bắt, sau đó hất lên, hưu, hắn liền bay ra võ viện trong nháy mắt không biết tung tích hào hào mai táng người tất cả giải tán đi vũ long thiên tôn lại nói một câu sau đó liền không một tiếng động cái này tất cả mọi người há miệng ở bọn hắn xem ra lăng hàn tuyệt không có khả năng trốn qua một kiếp này lại dễ dàng đi qua như vậy lăng hàn chỉ cười nhạt một tiếng quay người trở về chuyện này đương nhiên ở trong võ viện tạo thành oanh động to lớn cũng làm cho một nhị thế tổ khác bị dọa gần chết cái kia chính là chắc khải phổ thân của hắn cũng sắp từ chiến trường ngoại vực thay phiên nghỉ ngơi trở lại hắn cũng có dự định ỉ vào lão tử đi khi dễ lăng hàn may mắn không có a à, hắn không ngừng vỗ ngực nếu không người phơi thây trên mặt đất kia chính là hắn hơn nữa lăng hàn còn có thể ung dung ngoài vòng pháp luật đây thật là chết cũng không cách nào nhắm mắt lui một bước mà nói hắn còn không phải đệ tử chính thức của võ viện chết càng là chết vô ích lăng hàn giải quyết hết thảy việc vật liền cùng đại hắc cầu xuất phát tiến về lâm gia Ngõ Lý thì không có ý đi ngoại vực chiến trường, hắn luôn rêu rao mình là loại hình phân tích, chém chém giết giết không phải sự tình hắn nên làm. Hơn 10 ngày đi đường, bọn hắn một lần nữa lại tới Lâm Gia. Người nhanh như vậy đã đột phá tầng 9, Lâm Phiêu Tuyết còn ở Lâm Gia, biết Lăng Hàn trở lại, cố ý gặp hắn, không khỏi cảm khái vạn phần. Ta cũng nghe nói một ít sự tích của ngươi, hiện tại liền có được thực lực địch nổi chuẩn thiên tôn. Lăng Hàn cười cười, còn phải cảm tạ ân tình của lệnh tôn, còn có Lâm Cô Nương chỉ đạo. Trước đó, Lâm Phiêu Tuyết một mực bồi luyện bọn hắn, chuẩn thiên tôn có thể hạ mình làm chuyện như vậy, đây là nhân tình rất lớn. Lâm Phiêu Tuyết cũng nhoẻn miệng cười, đến, chúng ta tới luyện một chút, nhìn xem ngươi đến cùng đạt tới cấp bậc gì. Hai người thăng nhập lên không, triển khai đối oanh, có tuyệt chiêu gì dùng hết ra đi, Lâm Phiêu Tuyết nói, giờ khắc này nàng không còn là tiểu thư khuê các dịu dàng động lòng người, mà là nữ chiến sĩ trên xa trường. Lăng Hàn không có nương tay, toàn lực ứng phó hai người chiến không sai biệt lắm một giờ, liền nhau nhau thu tay lại. Lâm phiêu tuyết đối với hắn rất khen ngợi, từ tu vi của ngươi tới nói, ở phương diện thể thuật chỉ có thể coi là chuẩn thiên tôn sơ kỳ, nhưng lực lượng lại đạt đến hậu kỳ, cái này cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, khí lực của ngươi vô cùng cường hoành, lại phối hợp chiến lực như vậy, dù chuẩn thiên tôn đỉnh phong ngươi cũng có thể không sợ. Lăng Hàn tự nhiên biết, nhưng vẫn khiêm tốn cười cười. Lâm cô nương khen ngợi, đều là cầu ra dạy tốt, đại hắc cầu thì ở một bên chẳng biết xấu hổ nói. Lăng Hàn cùng Lâm Phiêu Tuyết đều không để ý tới nó, tiếp tục nói, để đại hắc cầu phát điên, thế mà đều coi thường nó. Người định đi ngoại vực chiến trường, Lâm Phiêu Tuyết hỏi, Lăng Hàn gật đầu, hắn muốn ở trong huyết chiến cấp tốc tăng lên tu vi, đạt tới tầng 9 đỉnh phong, như vậy hắn liền có thể rút ra năng lượng hư tử, trực tiếp dảo bước tiến lên nhất bộ thiên tôn. Trường 3045, Hoàn toàn thiên vị 2 mà dạng nhất bộ thiên tôn này tuyệt đối là cùng cảnh giới mạnh nhất người khác đều là vận dụng lực lượng độc nhất vô nhị của vị diệt không so được năng lượng ngư tử chỉ có đến nhị bộ thiên tôn ưu thế của hắn mới có thể biến mất cũng tốt nơi này ngươi đã không có đối thủ gì nếu để cho ngươi ở chỗ này một mình tu luyện như vậy thời gian đạt tới đỉnh phong xa xa khó vời lâm phiêu tuyết gật đầu muốn nói cái gì nhưng muốn nói lại thôi lâm cô nương còn có chuyện gì sao lang hàn hỏi lâm phiêu tuyết do dự một chút mới nói, mặc dù thiên phú của ngươi phi phàm, nhưng ta không thể không nhắc nhở ngươi một chút, thiên tài chân chính kỳ thật đều ở ngoại vực chiến trường. Lăng Hàn gật đầu, hắn nghe Lâm Phiêu Tuyết trước đó nói, giống Lâm gia bồi dưỡng tộc nhân sẽ không đi võ viện, mà tu luyện ở trong gia tộc, đạt tới cảnh giới nhất định liền trực tiếp đưa đi ngoại vực chiến trường huyết chiến. Ở trong thiên hạ đệ nhất võ viện, Lăng Hàn gặp được hậu nhân của tam bộ thậm chí tứ bộ thiên tôn, nhưng không có ngũ bộ, lục bộ, huống chi là thất bộ ngoại vực chiến trường là cối say thịt nhưng cùng lúc cũng là địa phương trưởng thành thích hợp nhất khôn sống mống chết sống sót đều là cường giả không có người tầm thường ta minh bạch hắn nói lâm phiêu tuyết lắc đầu ngươi không rõ nàng dừng một chút lại nói ngươi cho rằng tình huống giống như ngươi chỉ một thôi sao lang hàn lập tức động dung nói còn có người giống như ta lâm phiêu tuyết chậm rãi gật đầu ở dưới áp lực cuồng loạn diệt thế toàn bộ nguyên thế giới cũng nghênh đón nhân tài đại bạo phát lấy ta biết liền có hai người ở tầng 9 liền có thực lực địch nổi chuẩn thiên tôn, thậm chí chém giết chuẩn thiên tôn. Ai? Lăng Hàn hỏi, chỉ có hiếu kỳ cùng chiến ý, không có một chút ghen ghét. Lâm Phiêu Tuyết thưởng thức nhìn hắn một chút, lúc này mới nói: "Một người gọi Tân Khí Hổ, chính là thiên tài chân chính, thời gian xông lên tầng 9 còn ngắn hơn ngươi. Bất quá, phổ thân của hắn là thất bộ thiên tôn tân phó đại nhân, từ nhỏ đến lớn, tài nguyên, hoàn cảnh tu luyện không biết vượt qua ngươi bao nhiêu lần, ngươi cũng không cần để ở trong lòng." Lăng Hàn chậm rãi gật đầu, sau đó hỏi, hiện tại tân khí hổ là cái tu vi gì? Lâm phiêu tuyết dùng từ là thời điểm bọn hắn ở tầng 9, mà không phải hiện tại là chiến lược gì. Tam bộ thiên tôn, Lâm phiêu tuyết nghiêm nghị nói, trong ánh mắt có một tia ngưỡng mộ. Đến nay, thời gian tu luyện của hắn chỉ có 7 ức năm. 7 ức năm, rất nhiều tiên vương một kỷ nguyên cũng thể không bước ra một tầng, nhưng tân khí hổ lại ở trong 7 ức năm thành tựu tam bộ thiên tôn, dạng thiên phú võ đạo này quá kinh người. Lăng Hàn gật đầu, hy vọng có thể cùng hắn luận bàn một chút. Hai mắt hắn tỏa ánh sáng, dạng thiên tài này tuyệt đối đáng giá chiến một trận. Lâm phiêu tuyết kinh ngạc, người ta đã là tam bộ thiên tôn, người dựa vào cái gì cho là mình có thể đuổi được. Nhưng lăng hàn tuyệt không phải loại người mù quáng tự tin, thần thái trên mặt để cho người ta nhìn liền sẽ không tự chủ được tin phục. Một cái khác là ai? Lăng hàn lại hỏi, một cái khác, lâm phiêu tuyết lộ ra nụ cười. Đó là tiểu cô của ta, cũng là nữ nhi nhỏ nhất của tổ phụ, tên U Liên, yêu nghiệt không thua tân khí hổ, bây giờ cũng là tam bộ thiên tôn. Phải biết, tiểu cô trẻ hơn ta rất nhiều, xác thực yêu nghiệt, đây chính là thất bộ thiên tôn sinh hạ hậu đại sao, sinh ra liền cường đại, tiền đồ vô lượng. Trong lòng lăng hàn hơi động, đột nhiên hỏi một vấn đề không quan hệ chút nào. Người tại sao gọi là phiêu tuyết, lâm phiêu tuyết sửng sốt một chút mới nói, thời điểm ta ra đời, vừa vặn tuyết rơi, tổ phụ liền lấy cho ta cái tên này. Trong lòng lăng hàn dâng lên một cỗ ác hàn, Thầm nghĩ mặc dù Lâm Lạc là thất bộ thiên tôn, nhưng năng lực đặt tên so sánh với hắn, cũng chỉ sàn sàn nhau, đều là làm loạn một mạch. Ta cũng muốn về ngoại vực chiến trường, người thu thập xong liền nói cho ta, ta dẫn người đi. Lâm phiêu tuyết lại nói, Lăng Hàn gật đầu, liền đi tìm nữ hoàng cùng vũ hoàng. Qua nhiều năm như thế, hai người cũng nhau nhau đạt đến tầng 8 đỉnh phong, chỉ dựa vào khổ tu đã không cách nào vượt qua. Bởi vậy, coi như Lăng Hàn không đến, bọn hắn cũng dự định về võ viện đi tìm Lăng Hàn đi ngoại vực chiến trường, hai người rất nhanh liền làm ra quyết định giống nhau. Tốt, Lăng Hàn đi tìm Lâm Phiêu Tuyết, bọn hắn tùy thời đều có thể xuất phát. Ba ngày sau, Lâm Phiêu Tuyết liền mang theo bọn hắn xuất phát, tọa giá vẫn là tiên kim hoàng như đắc đạo, một đường xuyên toa không gian, nhưng y nguyên bỏ ra 70 năm mới chạy tới địa phương. Mà trên đường đi, Lâm Phiêu Tuyết cũng giới thiệu kỹ càng tình huống của ngoại vực chiến trường. Từ tình hình chiến đấu tới nói, cuồng loạn vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối, từng bước thúc đẩy chiến tuyến, nhưng viêm xương vị diện vô cùng bao la, khoảng cách hoàn toàn luân hãm còn không biết bao nhiêu thời gian. Khi càng ngày càng tiếp cận chiến trường hai giới, bọn hắn phát hiện quy tắc bốn phía càng ngày càng hỗn loạn, thậm chí rất khó cảm ứng được. Đây cũng là vì cái gì nhất định phải là Tiên Vương tầng 9 mới có thể tới đây, bởi vì chỉ có tầng 9 mới có thể miễn cưỡng rút ra quy tắc tác chiến, tiên vương khác căn bản chính là mơ tưởng. Nhưng mà, càng ở dưới tình huống như vậy, càng có khả năng cảm giác được lực lượng độc nhất vô nhị của vị diện bước ra một bước mang tính then chốt. Đối với Thiên Tôn cũng như thế, nơi này là chỗ hai vị diện va chạm, lực lượng bản nguyên càng thêm sinh động, càng thêm dễ dàng đụng vào, cảm ứng. Nơi này là hiểm địa, đồng thời cũng là thánh địa đột phá, điều kiện tiên quyết là có thể sống sót. Chiến đấu rất kịch liệt, hàng năm đều sẽ có đại lượng tiên vương tầng 9 vẫn lạc, mà Thiên Tôn cũng không phải cao cao tại thượng, rất có khả năng gặp được một lần vây công liền hóa đạo. Lâm Phiêu Tuyết nghiêm nghị nói, nơi này thiên địa cực kỳ đặc thù. Có thật nhiều cấp độ, mà thực lực càng mạnh, vậy thì cần tầng thứ cao hơn mới có thể tiếp nhận lực lượng, cho nên, cuồng loạn xâm lấn, cường giả, kẻ yếu đều là phân tầng thứ, từng nhóm tới. Đương nhiên, cuồng loạn phái ra người yếu nhất cũng tương đương với Tiên Vương tầng 9, không có khả năng càng yếu hơn. Đơn giản mà nói, nơi này hết thảy có 8 tầng không gian. Chương 3046, doanh địa, Chuẩn Thiên Tôn giống chúng ta còn có Tiên Vương tầng 9 đều sống ở trong tầng thứ nhất bởi vì nhất bộ thiên tôn hoặc cường giả trở lên không cách nào ở chỗ này phát huy toàn bộ uy lực sẽ bị vị diện nhằm vào nhất bộ thiên tôn ở tầng thứ hai cứ thế mà suy ra mà ở trong không gian tầng thứ tám là thất bộ thiên tôn tỏa trấn chống lại bản thể của cuồng loạn bất quá không gian nơi này cũng không tuyệt đối có thật nhiều kỳ điểm người rõ ràng ở tầng không gian thứ nhất lại có khả năng sau khi xuyên qua một cái sơn động một hồ nước một tầng mây sẽ tiến vào không gian khác ba tầng năm tầng cũng có thể một khi phát hiện tình huống như vậy, không nên cậy mạnh, trước tiên chạy trở về, nếu không hẳn phải chết. Lâm phiêu tuyết nghiêm nghị nói, đây đều là sinh tồn chi đạo của ngoại vực chiến trường, lấy vô số lần đổ máu cùng hy sinh đổi lấy tư liệu quý giá. Ba người lăng hàn đều gật đầu, đại hắc cầu thì trong mắt nhanh quay ngược trở lại, nếu không phải thiên sinh cũng ở nơi đây, nó thực sự sẽ xoay người bỏ chạy. Tốt, vĩnh viễn kéo căng thần kinh, hoan nghênh đi vào ngoại vực chiến trường. Lâm phiêu tuyết mở cửa xe, nhảy xuống. Lâm tiên tử, ba người lăng hàn còn ở trong xe, cũng đã nghe phía ngoài có người đang chào hỏi Lâm phiêu tuyết, bọn hắn cũng ra xe ngựa, chỉ thấy nơi này chính là một doanh địa cự đại, có tường cao đứng sừng sững, căn bản không nhìn thấy đỉnh. Đây là hàng rào chống cự đại quân của cuồng loạn, mỗi cách một đoạn thời gian, cuồng loạn sẽ tổ chức đại quân khởi xướng tấn công mạnh, mọi người liền ở chỗ này phòng thủ, mà khi đánh lui đại quân cuồng loạn, bọn hắn sẽ ra khỏi thành, săn giết tán binh du đáng. Đương nhiên, đây chỉ là tầng không gian thứ nhất, bảy tầng khác cũng như thế. Nghe nói, đằng sau còn đang tu kiến hàng rào mới, bởi vì từ chiến tranh bắt đầu đến nay, bọn hắn đã vứt bỏ qua chỉ ít hai vạn cái hàng rào, một mực tại không ngừng rút lui. Cuối cùng cũng có một ngày, nơi này sẽ thất thủ, sau đó bọn hắn rút lui đến hàng rào phía sau, kia lại là một tuần hoàn mới. Chỉ là như vậy, một ngày nào đó sẽ lui không thể lui, hoặc là nói, sau khi viêm xương vị diện mất đi đủ nhiều lãnh địa, liền không còn là vị diện siêu cấp, còn có thể chống cự cuồng loạn sao cái này suy nghĩ một chút cũng làm người ta phát lên hàn ý cho nên tất đất tất tranh tuyệt không khẽ lùi lại vì thế không biết có bao nhiêu người máu vẩy ở đây có tiên vương có thiên tôn càng có thiên tôn cao dai ba người lang hàn bị tường thành này làm rung động một chút sau đó mới nhìn người đón lâm phiêu tuyết đây là một nam tử dáng người thon dài ngũ quan tuấn mỹ cho người một loại cảm giác ôn tồn lễ độ trên người hắn không có khí thức gì dương động nhưng ngẫu nhiên chuyển mắt lại có áp lực đáng sợ dương động chuẩn thiên tôn, lâu huynh, lâm phiêu tuyết thì không lạnh không nhạt nói. Người này tên lâu thiên thiên, là nhi tử của một tam bộ thiên tôn, đối với lâm phiêu tuyết cực kỳ có ý tứ, một mực theo đuổi nàng. Bất quá theo đuổi đến cùng là bản nhân lâm phiêu tuyết, hay lâm ra phía sau, hay cả hai đều có, vậy cũng chỉ có lâu thiên thiên tự mình biết. Lâm tiên tử, người rốt cục trở lại, tất cả mọi người cực kỳ tưởng niệm ngươi. Lâu thiên thiên nói, trong hai mắt không che giấu vẻ ái mộ chút nào. Lâm phiêu tuyết cười cười lâu huynh ta còn có việc muốn trước an bài mấy người bọn họ ta tới ta đến lâu thiên thiên vội vàng nói vô cùng nhiệt tình lâm phiêu tuyết hiển nhiên không muốn cùng hắn ở chung nhiều tự nhiên không để ý đành phải ủy thác chuyện này cho hắn ba vị đi theo ta lâu thiên thiên cực kỳ khách khí nói hắn mang theo đám người lăng hàn đi cái thành này chỉ có một mặt có tường thành nguyên nhân tự nhiên không cần nói bởi vậy bọn hắn cũng không có trình tự vào thành này nhưng chỉ đi một hồi sắc mặt của Lâu Thiên Thiên liền lạnh xuống. Chính các người đi Thiên Xu đưa tin, chỉ cần một mực đi lên phía trước là được. Nói xong, hắn liền xoay người chạy, ba người lăng hàn hai mặt nhìn nhau, ra hỏa này cũng quá hai mặt đi, ở trước mặt Lâm Phiêu Tuyết vô cùng nhiệt tình, kết quả quay người lại liền đổi sắc. Thật đúng là làm cho người ta không nói được lời nào. Lăng Hàn lắc đầu, khó trách Lâm cô nương không chào đón hắn, dạng lòng dạ này thật là khiến người ta chơ chẽn. Vũ Hoàng thì mài mài nắm đấm, hắn rất muốn bạo đánh lâu thiên thiên một trận, chỉ là thực lực bây giờ không tốt, chỉ có thể làm một cái ý nghĩ mỹ hảo. Thiên sinh đâu, thiên sinh ở đâu? Đại hắc cầu ngao ngao gọi, lúc đầu nó để ý nhất là loại chuyện này, nhưng bây giờ trong mắt của nó chỉ có thiên sinh. lang Hàn gật đầu, trước đi thiên su đưa tin, lại đi tìm thiên sinh. Thiên su là trung tâm chỉ huy của mỗi một tầng không gian, nơi này chấn giữ hai tên nhất bộ thiên tôn, dù nơi này không cách nào làm cho nhất bộ thiên tôn thi triển hết chiến lực, nhưng nhân vật như vậy để ở chỗ này là một sự uy hiếp hơn nữa đổi những người khác cũng chưa chắc phục chúng a à. nơi này có quá nhiều thiên tài ai sẽ phục ai nơi này to đến kinh người đám người lăng hàn dọc theo tường thành đi thật lâu mới rốt cuộc thấy được nơi cần đến đây là một kiến trúc rất lớn nhưng chỉ có một tầng cực kỳ lớn trang trí vô cùng đơn giản cũng thế nơi này là chiến trường không phải địa phương hưởng lạc tráng lệ làm cái gì bốn người bọn họ đi vào lập tức liền có người tiếp đãi ghi danh thân phận của bọn hắn, sau đó an bài chỗ ở. Lăng Hàn lập tức hỏi thiên sinh hạ lạc, thiên sinh, thiên sinh, người kia thì thào một lát, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Có phải ra hỏa sinh ra có thân thể tiên kim hay không? Chật chật, tên kia rất khó lường, tới đây bất quá một ngàn vạn năm, cũng đã trở thành tiên vương tầng 9, thậm chí có thể cùng chuẩn thiên tôn so tài một chút, quả thực kinh người. Lăng Hàn biết, loại thiên phú người dị bẩm giống như thiên sinh chạy đến đâu cũng sẽ gây nên oanh động, bởi vậy, muốn dò xét đối phương hạ lạc hẳn rất dễ dàng. Quả nhiên, người kia lại nói, thiên sinh hẳn là ra khỏi thành đi săn giết đại quân cuồng loạn công thành rồi, những dư nhiệt kia không có giết chết sẽ rất phiền toái. Cảm ơn, Lăng Hàn nhìn về phía người kia gật đầu, bốn người bọn họ về chỗ ở trước, nơi này trang bị cho mỗi người chỗ ở, lại có hạn định nghiêm khắc, tuyệt đối không cho phép nội đấu. Có tự oán, rời thành lại đánh chương 3047, đang đỉnh đứng đầu bảng. Ở chỗ này, tất cả mọi người là một thể, chỉ có một mục tiêu, chính là đối kháng cuồng loạn. Đương nhiên, tư đấu không được, lại không cấm chỉ võ giả luận bàn, cái này có trợ giúp tăng lên tu vi, đương nhiên không có khả năng cấm chỉ. Đám người lang hàn ở lại không bao lâu, đại hắc cầu liền không nhịn được thúc giục. Nhanh đi tìm thiên sinh, lang hàn lắc đầu, làm sao tìm được, ra khỏi thành, trời đất bao la, trời mới biết thiên sinh sẽ đi chỗ nào, xem như bắt ngõ lý tới, khẳng định cũng hoàn toàn không có cách. Chờ thiên sinh trở lại, chúng ta liền nhìn chằm chằm hắn, mặc kệ là nửa đêm gõ ám côn, hay chờ hắn ra khỏi thành, luôn có cơ hội hạ thủ. Lang Hàn nói, lúc này đại hắc cẩu mới kiềm chế xuống, nó cũng là quá gấp. Ngoại trừ thiên sinh, Lang Hàn còn muốn tìm Hà Vũ Phong, lúc ấy người này ỷ thế hiếp người, hiện tại hắn cũng có được chiến lực chuẩn thiên tôn, ngược lại muốn xem xem ai lợi hại hơn. Kết quả, Hà Vũ Phong cũng đi ra ngoài. Đây là một quy luật, hiện tại là truy sát, sau đó qua một lúc, chờ đại quân cuồng loạn tái phát động một đợt công kích, tất cả mọi người sẽ lui về, nếu không, mình liền thành tán binh, ở trong đại quân trùng kích nháy mắt hủy diệt. Vòng đi vòng lại, một mực như thế, vì không để cho sinh mệnh trở nên quá mức buồn tẻ, đưa vào cơ chế cạnh tranh hiển nhiên là một ý kiến hay. Bởi vậy, nơi này có chiến tích bảng, lấy số lượng cùng chất lượng giết địch làm căn cứ. Trong đại quân cuồng loạn, đã có tầng 9, cũng có chuẩn thiên tôn, giết một cái, chiến tích tự nhiên là khác biệt. Điều này cũng làm cho tiên vương tầng 9 căn bản không có khả năng lên bảng, chiến tích bảng là sân khấu của chuẩn thiên tôn. Lăng hàn nhàn dỗi cũng nhàn dỗi, liền đi nhìn xem. Bảng xếp hạng ở bên ngoài thiên su, có hai khối bia đá to lớn, cách mỗi ngàn năm mới có thể đổi mới một lần. Lần trước đổi mới đã là sự tình 999 năm trước, nói cách khác, bảng xếp hạng lúc nào cũng có thể sẽ đổi mới, có lẽ ngay ở ngày mai cũng không nhất định. Vì cái gì có hai tấm bảng, một tấm là tổng bảng, thống kê chính là tổng chiến tích lịch sử, một cái khác là bảng tại chỗ, giống như có chút chuẩn thiên tôn đột phá thiên tôn, vậy thì đi tầng thứ hai, liền sẽ xóa tên ở trên bảng này. Lăng hàn trước nhìn tổng bảng, đây là chuẩn thiên tôn mạnh nhất vạn cổ đến nay, tổng cộng có ngàn người trúng tuyển, đại khái cũng là muốn càng nhiều người có cảm giác tham dự A. À. Tân Khí Hổ, hắn rất nhanh liền ở trên vị trí 964 phát hiện tên của Tân Khí Hổ, còn có giới thiệu chiến tích đơn giản. 1.354 vạn năm, giết chuẩn thiên tôn 3.567 tên, tiên vương tầng 9 48.553 tên. Để lang hàn kinh ngạc chính là thời gian tân khí hổ bước ra chuẩn thiên tôn, vẻn vẹn chỉ hơn 1.000 vạn năm. Vẹn vẹn hơn 1.000 vạn năm liền lên bảng, xem hai người trên dưới hắn, đều là huyết chiến vài tỷ năm. Phải biết, có thể lên bảng liền ý nghĩa tư chất kinh người, tuyệt đối có thể trở thành thiên tôn, so sánh như vậy còn không kinh người sao. Khó trách có thể được Lâm phiêu tuyết tôn sùng như vậy. Lăng hàn lại quét qua, thấy được tên Lâm U Liên. Nàng xếp thứ 982, giới thiệu là 1224 vạn năm, giết chuẩn thiên tôn 2966 tên, tiên vương tầng 95 vạn lẻ 84 tên. Đồng dạng kinh người, bất quá, tổng bảng kỳ thật không có ý nghĩa quá lớn, bởi vì có người ở chuẩn thiên tôn dừng lại thời gian dài, có người thì ngắn, không có khả năng công bằng. Cho nên phải xem bảng tại chỗ nó còn có thời gian hạn chế, cái kia chính là chỉ thống kê chiến tích trăm vạn năm gần nhất, không cộng thêm. Trăm vạn năm quá ngắn, ngay cả siêu cấp thiên kiêu như tân khí hổ, Lâm U Liên cũng cần hơn một nghìn vạn năm mới có thể xông phá cửa này, cho nên đây nói là rất công bằng. Lăng Hàn đối với loại bảng này không có hứng thú, mục tiêu của hắn chỉ có một, trở thành thất bộ thiên tôn. Bất quá, tỉ thí một chút cũng không sao, làm sao thống kê chiến tích, trước đó bọn hắn báo danh, sẽ cho mỗi người bọn họ một chiếc nhẫn, đây là pháp khí đặc thù, có tác dụng bảo mệnh nhất định, mặt khác là thống kê số lượng giết địch, có thể phân biệt Tiên Vương tầng 9 hoặc là Chuẩn Thiên Tôn. Nghe nói có ít người đặc biệt điệu thấp, không muốn để người ta biết chiến lực của mình, sẽ ở thời điểm chiến đấu lấy chiếc nhẫn xuống, vậy thì không cách nào thống kê chiến tích. Trên hiện bảng, Lăng Hàn liền thấy được một cái tên quen thuộc. Hà Vũ Phong, nhưng chỉ xếp thứ 800, về phần thiên sinh, vô danh. Rất bình thường. Hắn mới là tầng 9, dù có thể đối kháng chuẩn thiên tôn lại như thế nào, giết được chuẩn thiên tôn sao? Mà chỉ giết tiên vương tầng 9, như vậy bao nhiêu mới có thể lên bảng? Bảng xếp hạng lúc nào cũng có thể đổi mới, Hà Vũ Phong, thiên sinh kia cực có thể sẽ ở gần đây đuổi trở lại, nhìn xem thứ hạng của mình biến hóa. Lăng Hàn thì thảo nói, quyết định mấy ngày nay ở trong thành đợi, thẳng đến bảng xếp hạng đổi mới mới thôi, có khi hắn ra thành chiến đấu, khi đó cuồng loạn cũng đã phát động một đợt chiến tranh mới rồi người trẻ tuổi nha, dù thảo luận đến mây trôi nước chảy, nhưng đối với xếp hạng kỳ thật cực kỳ để ý, từng cái đều có ngạo khí, không muốn ở dưới người. Bởi vậy, đây là năm bảng danh sách đổi mới, rất nhiều người lịch luyện ở bên ngoài cũng nhao nhao trở về, nhìn xem mình có cơ hội lên hiện bảng hay không. Tổng bảng cũng đừng nghĩ, trừ khi đã chiến đấu vô số năm, sắc thành nhất bộ thiên tôn, lúc này mới có thể hy vọng xa vời sông vào bảng này. Mỗi một ngày đều có đại lượng cường giả tuổi trẻ trở về có ít người biết rất rõ ràng mình không có khả năng lên bảng nhưng cũng hiếu kỳ chỉ là muốn biết mười ngày một tháng thành thì tụ tập càng ngày càng nhiều người mỗi ngày đều sẽ đi thiên su chuyển một vòng nhìn xem bảng danh sách đổi mới chưa lại qua nửa tháng bảng danh sách rốt cuộc đổi mới hóa lăng hàn là ai làm sao vô thanh vô tức liền giết tới hiện bảng đệ nhất sao lại có thể như thế hiện bảng thống kê thế là chiến tích trong trăm vạn năm lần trước hắn còn không có lên bảng nói rõ hắn ở trong trong một ngàn năm này, trực tiếp liền nhảy lên chỉ ít một ngàn tên. Cũng không cách nào lên bảng đến đăng đỉnh đứng đầu bảng. Quần tình xôn xao, một người mới, vô cùng tươi non, lại một hơi giết tới hiện bảng thứ nhất. chương 3048, trận đầu chiến đấu. Mau nhìn xem chiến tích của hắn, đám người vội vàng nhìn, mới vào ngoại vực chiến trường, nhưng ở trước khi tới, diệt hơn vạn chuẩn thiên tôn. Rất đơn giản, chỉ mấy chữ như vậy, Ngoá hơn một vạn, hắn mới vào ngoại vực chiến trường, đừng nói cho ta trong một ngàn năm ngắn như vậy liền giết nhiều chuẩn thiên tôn như vậy. Ta không tin, ta cũng không tin, chờ một chút, dạng chiến tích này, chẳng lẽ có thể lên tổng bảng rồi. Mặc dù tổng bảng cũng sẽ đổi mới, nhưng trên thực tế tất cả mọi người không quá chú ý, bởi vì đó là dùng thời gian vô tận trồng chất, cũng không phải người chiến lược mạnh liền nhất định có thể lưu danh. Bởi vậy, tổng bảng chỉ cần nhìn lên một cái là được, mấy vạn ước năm có lẽ mới có một người xông lên. Nhưng chiến tích của Lăng Hàn hẳn là có thể lên bảng, bọn hắn ở trên tổng bảng tìm kiếm, quả nhiên ở vị trí thứ 800 phát hiện tên Lăng Hàn, vẫn là lời bình đồng dạng, thứ hạng vượt xa Tân Khí Hổ, Lâm U Liên. Điên rồi, đều là ghi chép mới nhất, có người lần thứ nhất lên bảng, liền cùng lúc lên hiện bảng cùng tổng bảng. Sự tình vạn cổ không có, hắn đến cùng là làm sao giết hơn một vạn chuẩn thiên tôn. Cái tốc độ này đã dẫn phát hiếu kỳ to lớn, người người đều đang suy đoán thậm chí không đi chú ý những người khác thứ tự biến hóa. Trong đám người, Hà Vũ Phong há miệng, biểu lộ trên mặt vô cùng đặc sắc. Lang Hàn này, là Lang Hàn hắn nhận biết kia sao? Làm sao có thể, trước đó hắn bất quá là tiên vương tầng 7, hiện tại nhiều lắm là bước vào tầng 8, không, coi như tầng 9 cũng được, làm sao giết hơn một vạn chuẩn thiên tôn. Càng mấu chốt chính là, có nhiều chuẩn thiên tôn như vậy cho hắn giết sao? Phải biết, thời điểm đại quân cuồng loạn công thành, tất cả mọi người trốn ở sau tường thành phòng thủ, lấy vũ khí hạng nặng thủ thành tiến hành oanh kích, đây chính là không tính chiến tích. Như vậy, về sau giết ra thành truy kích quân dư nhiệt của cuồng loạn, lại có thể giết chết bao nhiêu người. Hơn một vạn chuẩn thiên tôn, đánh ở đâu ra? Đây cũng là cộng đồng nghi vấn của tất cả mọi người, xác thực có người một tiếng hót lên làm kinh người, nhưng thực lực ngươi mạnh hơn cũng phải tìm được hơn vạn chuẩn thiên tôn giết A. Ta không tin, ta muốn đi hỏi một chút người sắp xếp bảng đến cùng là làm thế nào chung một chỗ, đám người la ó nói, bảng sắp xếp rất đơn giản, bởi vì tất cả mọi người mang theo chiếc nhẫn đặc biệt, mỗi giết một người liền sẽ có ghi chép, mà ở thiên su cũng có ghi chép, chỉ cần tra tìm, sau đó so sánh là được. Cho nên, mặc dù người sắp xếp bảng tổng cộng chỉ có 7 tên, nhưng đều chỉ là tiên vương tầng 9 mà thôi, bị nhiều người như vậy vây quanh, ra mặt không khỏi run rẩy. Tình huống như thế nào, đợi biết là vì cái gì, bọn hắn nhao nhao lắc đầu, biểu thị bọn hắn cũng không biết nguyên nhân cụ thể, chỉ biết là ở thời điểm sắp xếp bảng, có vị thiên tôn tới, ra chỉ thành tích của Lăng Hàn vào. Trên thực tế bọn hắn cũng rất tò mò, Lăng Hàn này rốt cuộc là ai, chiến tích mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đám người hai mặt nhìn nhau, chiến tích của Lăng Hàn không phải thật, mà là thiên tôn một lời định ra. Trong lúc này, khẳng định có bí ẩn, để bọn hắn đi chất vấn một vị thiên tôn, bọn hắn không dám, chỉ có thể phát động quan hệ phía sau đi tìm hiểu tình huống. Rốt cục, có người dẫn đầu hiểu rõ tình huống sự tình là như thế này, cuồng loạn thông qua mê hoặc một đệ tử võ viện, để hắn tiến vào tiên vương mộ địa, lừa gạt tất cả tiên vương tầng 9 ở nơi đó đến một chỗ, bị lực lượng của cuồng loạn cải tạo, trở thành chuẩn thiên tôn. Lăng Hàn vừa lúc phát hiện, mà những chuẩn thiên tôn kia còn ở trong ấp trứng, căn bản không có sức phản kháng, cho nên bị một kiếm một cái, toàn bộ xử lý, xác thực có hơn một vạn tên. Khi đó Lăng Hàn còn chưa tới nơi này, cho nên không có ghi chép ở trong giới chỉ. Như thế, tất cả mọi người minh bạch, Nguyên lai like là chuyện như vậy. Nguyên lai like bị hắn lấy tiện nghi, ai, chuyện tốt như vậy sao không tới phiên ta, nếu không ta liền có thể danh dương thiên hạ rồi. Không có cách, đồng nhân không đồng mệnh a. À. Tất cả mọi người thổn thức, đối với Lăng Hàn chỉ có ghen tị và không phục, cho rằng hắn chỉ là vận khí quá tốt, mới nhặt được một thiên đại tiện nghi. Lăng Hàn hậu chi hậu giác, sau khi ồn ào rất lâu, hắn mới phát hiện mình lên thứ nhất bảng, ngay cả ở tổng bảng cũng có tiến bộ rất lớn. Vốn hắn đối với xếp hạng không có hứng thú gì, biết mình leo lên hạng nhất cũng chỉ cười cười, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Đại hắc cẩu mỗi ngày ở bên ngoài chuyển, tìm kiếm thiên sinh hạ lạc, lấy mũi chó của nó, liền không cần lăng hàn hỗ trợ, một chó đủ để giải quyết. Chưa được mấy ngày, đại hắc cẩu liền truyền về tin tức, nó phát hiện thiên sinh. Nhưng mà, mấy ngày nay thiên su đưa ra cảnh cáo, đại quân cuồng loạn có thể sẽ ở gần đây phát động công kích, cảnh cáo tất cả mọi người đừng ra thành, thời khắc bảo trì cảnh giác bởi vì một khi cuồng loạn phát động công kích cũng sẽ không cho ngươi nhắc nhở ở dưới không khí như vậy người người đều rất cảnh giác bầu không khí trong thành cũng cực kỳ khẩn trương để lăng hàn tìm không ra cơ hội xuất thủ vậy thì chờ qua đoạn thời kỳ này mưa gió sắp đến bầu không khí trong thành lộ ra tương đối kiềm chế bởi vì mỗi lần cuồng loạn công thành kiểu gì cũng sẽ tạo thành phá hư to lớn để rất nhiều người đổ máu hy sinh ai biết đánh một trận xong mình còn có thể tiếp tục sống trên thế giới này hay không Thế nhưng chính nhờ chiến tranh như vậy, để các thiên tài cấp tốc thành thục, trưởng thành cường giả đỉnh cao. Sau 3 tháng, không có dấu hiệu nào, đại quân của cuồng loạn đánh tới. Oanh, tiếng nổ lớn như sấm. Địch tập, ai vào chỗ nấy, hai tên thiên tôn ra lệnh, lập tức bố trí xong phòng ngự. Nguyên bản tường thành đen nghịt lập tức phát sáng, có từng đạo thanh quang phun trào, sau đó hưu 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 đánh ra, đả kích lập thể, quét về phía ngoài thành. Tường thành mới là nguyên nhân căn bản để viêm xương vị diện có thể một mực kéo dài, có thể để lực lượng của vô số người ngưng kết, thông qua tường thành tụ tập công thủ làm một thể đánh ra. Nghe nói chỉ có không gian tầng thứ 8 mới không có tường thành, bởi vì trong thiên hạ không có đồ vật gì có thể tiếp nhận lực lượng của thất bộ thiên tôn, cho dù là thiên tôn bảo khí cũng không được. Chương 3049, máu chảy thành sông. Đám người lang hàn đều ở dưới vách tường, bọn hắn phải chịu trách nhiệm đánh giết những cá lọt lưới nhảy vào thành. Tường thành này do vật liệu đặc thù cấu thành, chẳng những vô cùng kiên cố, hơn nữa còn ngăn cách thần thức, để người ở bên trong hoàn toàn không biết tình huống bên ngoài như thế nào. Nhưng chỉ một hồi, hưu, chỉ thấy một hắc ảnh to lớn xuyên qua tường thành mà đến, từ trên bầu trời cấp tốc rơi xuống. Hắc, nhìn qua giống như một con bạch tuộc, nhưng số lượng xúc tu nhiều hơn, hình thể cũng vô cùng lớn, chừng mấy trăm trượng, vừa xuất hiện liền huy động xúc tu, quật về phía bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, có càng nhiều cá lọt lưới xuất hiện. Tất cả đều là từng con bạch tuộc quái. "Giết!" Lăng Hàn cầm kiếm mà ra, lúc này không có gì phải khách khí, trước tiên tế ra toàn bộ chiến lực, nếu không đồng bạn bởi vậy thụ thương, thậm chí tử vong, vậy thì hối tiếc đã muộn. Trận đầu ở ngoại vực chiến trường của hắn chính thức khai hỏa. Ông, một đạo tinh thần xung kích đánh tới, Lăng Hàn không sợ, thân thể hắn như tiên kim, tinh thần xung kích đã vô hiệu với hắn. Phốc, một kiếm chém xuống, một cây xúc tu của bạch tuộc quái lập tức bị chém đứt. Thật giống như làm bằng đậu hũ. Hắn nhẹ nhàng như vậy, đó là bởi vì trong tay hắn có Thiên Tôn Bảo Khí, nhưng những người khác lại có ai có tạo hóa này, thời điểm ở Chuẩn Thiên Tôn thậm chí tầng 9 liền có thể rèn đúc ra Thiên Tôn Bảo Khí. Bang bang bang, vô số đạo kinh lực đánh vào trên xúc tu bạch tuộc, lại chỉ để bạch tuộc quái lún ra, không có tổn hại. Đương nhiên cũng có người cực kỳ cường đại, lấy tiên khí cứng rắn chảm, vẫn để bạch tuộc quái chảy máu. Đây chỉ là một con quái vật mà thôi lại có thể địch nổi chỉ ít 10 chuẩn thiên tôn, cái chiến lược này quả thực kinh người. Bạch tuộc quái quyết tâm, mấy trăm cây xúc tu chung một chỗ vung mạnh, bành bành, bành bành bành, lập tức tạo thành phá hư to lớn, có phòng ốc bị san bằng, cũng có người bị quất bay lên trời, nếu là tiên vương tầng 9, sẽ bị trực tiếp quất nát xương cốt toàn thân. Lăng Hàn nghĩ nghĩ, lập tức lui, có nữ hoàng cùng vũ hoàng, hắn liền có lo ngại, dù sao hai người này chỉ là tầng 8 đỉnh phong, quá nguy hiểm, hắn không thể giết quá xa, hắn dứt khoát coi như bảo tiêu của hai người, nhưng cũng sẽ không ở thời điểm hai người vừa gặp phải nguy hiểm liền xuất thủ, mà chỉ có lúc nguy hiểm hẳn phải chết mới âm thầm xuất thủ, cũng không phải toàn bộ giải nguy, mà để từ cục biến thành tình thế nguy hiểm. Như vậy mới có thể đưa đến tác dụng rèn luyện, dưới mấy chục chuẩn thiên tôn liên thủ, bạch tuộc quái rất nhanh liền được giải quyết. Nhưng trong thành dạng quái vật này còn nhiều, khắp nơi đều có mây hình nấm phóng lên tận trời. Chú ý, mãng nghiêu quái đến rồi, tiếng nói mới rơi xuống, bành, tường thành lập tức phát ra cửa chiến, giống như bị quái vật khổng lồ gì nặng nề va chạm một chút. Còn tốt, tường thành này cực kỳ kiên cố, cũng không có bị đánh xuyên. Cẩn thận, lại tới, bành, lại trọng hưởng, chẳng những tường thành gào thét, ngay cả đại địa cũng đang run rẩy. Đây là cái quỷ gì? Trừng trăm lần, oanh, tường thành sau lưng lăng hàn phá vỡ một cái động lớn, chỉ thấy một đại nghiêu to lớn màu đen va vào gần nửa người. Nhưng lần này sau khi đụng, đại hắc nghiêu cũng bị chấn ngất đi như chó chết lăng hàn không chút do dự một kiếm đâm tới phốc mũi kiếm vào trán của đại hắc nghiêu thẳng đến chuôi kiếm lực phá hoại của thiên tôn cấp nhập thể đại hắc nghiêu lập tức chết thấu triệt nhưng khi lăng hàn rút kiếm ra chỉ gặp hắc nghiêu lại động chẳng lẽ xác chết vùng dậy thi thể của hắc nghiêu hưu bỗng chốc bị rút ra ngoài chỉ thấy một cái chân to lớn xuất hiện ở cửa hang mọc đầy lông trắng lăng hàn xích lại gần xem xét chỉ thấy đây là một người tuyết to lớn hắc nghiêu bị nó nắm ở trong tay, giống như đồ chơi. Mà ở sau lưng người tuyết, lít nha lít nhít, quân đoàn quái vật nhìn không thấy cuối, mặc dù tường thành đánh ra từng làn sóng ánh sáng, diệt sát tuyệt đại bộ phận quái vật, nhưng binh lực đến tiếp sau lại liên miên bất tuyệt, dường như không có cuối cùng. Chi, ba tiểu quái vật xuất hiện ở trên vách tường, bọn chúng giống như đám khỉ, nhô ra móng vuốt nhỏ, thân dài chỉ khoảng ba thước, con mắt đỏ ngầu, chăm chú vào trên thân lăng hàn. Hiu hiu hiu, bọn chúng cấp tốc nhào tới, tốc độ rất nhanh. Lăng Hàn lắc đầu, để Nữ Hoàng cùng Vũ Hoàng gánh, đây chỉ là ba tiểu quái tầng 9, không cần hắn tự mình xuất thủ. Chiến chiến chiến, không ngừng có người thụ thương, không ngừng có người ngã xuống, máu tươi khắp nơi trên đất, phần lớn đều là đến từ đại quân của cuồng loạn, huyết dịch màu đen, nhưng cũng có một bộ phận là quân coi giữ. Còn tốt, đợt chiến đấu này chỉ kéo dài 3 ngày, đến tiếp sau liền không có đại quân xuất hiện, chút ít cá lọt lưới bắt đầu rút lui. Đám người truy sát một trận, liền lui về trong thành. Sau một trận đại chiến, cần hào hào tu chỉnh một chút. Hơn nữa, lần chiến đấu này chỉ kéo dài 3 ngày, ấn kinh nghiệm của dĩ vãng đến xem, này chỉ có thể xem như một đợt tiền hí, chiến đấu kế tiếp sẽ càng tàn khốc hơn. Bởi vậy, tất cả mọi người không dám mạo hiểm xâm nhập, cũng đừng như vậy nộp mạng A. Nữ hoàng cùng vũ hoàng đều bị thương không nhẹ, đây cũng là vì Lăng Hàn không có thay bọn hắn hoàn toàn hóa giải nguy cơ. Nhưng ở bên bờ sinh tử đi một lượt như thế, hai người đều mơ hồ cảm giác chạm đến cánh cửa tầng 9. Sau đại chiến, trọng yếu đương nhiên là sửa chữa cùng khôi phục. Tường thành là mấu chốt chống cự ngoại địch xâm lấn, địa phương phá hư phải trước tiên chữa trị, nếu không một khi đại quân của cuồng loạn đánh tới lần nữa, tạo thành phá hư quá lớn, như vậy bọn hắn cũng chỉ có từ bỏ tường thành này, thối lui đến tường thành tiếp theo. Công việc chữa trị vừa mới hoàn thành 5 ngày, đại quân của cuồng loạn liền phát động đợt công kích thứ hai. Lăng Hàn y nguyên như thế, lấy rèn luyện Vũ Hoàng cùng Nữ Hoàng làm chủ, nếu không, hắn cũng chỉ có ở thời điểm quái vật uy hiếp được phòng thủ của thành trì mới có thể xuất thủ. Nhưng mà, lần này công kích y nguyên chỉ kéo dài 3 ngày. Lại chỉ 3 ngày, đều là tiểu đả tiểu nháo. Nhưng càng như thế, cuối cùng dựng dụng ra phong bạo sẽ càng kinh khủng. Hy vọng phong bạo đến nhanh một chút, nếu không có trời mới biết sẽ tạo thành phá hư kinh khủng bực nào. Tất cả mọi người nhíu mày, trước đó từng có liên tục 11 làn sóng tiểu công kích, Cuối cùng dựng dụng ra công kích lớn thì chết mấy trăm chuẩn thiên tôn, tiên vương tầng 9 càng vô số kể. Chương 3050, làm khó một. Chỉ mong lần này đại công kích sẽ không khủng bố như vậy, mấy trăm chuẩn thiên tôn a, ngày sau có thể thành tựu bao nhiêu thiên tôn chân chính. Đây là tổn thất lớn của nguyên thế giới, nhưng đối với cuồng loạn mà nói, cái này cần tốn hao nó một chút thời gian mà thôi. Tiểu công kích vẫn còn tiếp tục, từng cơn sóng liên tiếp, nhưng mọi người chờ mong đại công kích lại chậm chạp chưa từng xuất hiện để lòng của mọi người càng kéo căng càng chặt. Lang Hàn không có lo lắng những thứ này, nữ hoàng cùng vũ hoàng ở dưới sinh tử áp lực, đại môn tầng 9 sẽ mở ra. Có lẽ lần này, có lẽ lần tiếp theo, nhưng mà, sau 9 làn sóng tiểu công kích, rốt cuộc dựng dụng ra đại công kích. Quân đoàn quái vật khổng lồ đánh tới, mặc dù tối cao cũng chỉ là chuẩn thiên tôn, nhưng ưu thế số lượng hết sức rõ ràng, có đại lượng quái vật giết qua tường thành, triển khai chém giết kịch liệt. Sau trận này máu chảy thành sông, kéo dài đến một tháng thậm chí có thật nhiều thiên tôn đuổi tới gia nhập chiến đoàn trợ giúp mặc dù sức chiến đấu của bọn họ sẽ bị hạn chế nhưng cuối cùng mạnh hơn chuẩn thiên tôn rất nhiều hơn nữa coi như chỉ có thể phát huy ra lực lượng của chuẩn thiên tôn như vậy thêm một cái cũng tốt đúng hay không còn tốt chính là tường thành cuối cùng không có thất thủ vẫn ổn định trận tuyến mặc dù cũng bỏ ra rất nhiều cường giả vẫn lạc là đại giá đối với lăng hàn mà nói tin tức tốt càng lớn là vũ hoàng cùng nữ hoàng đều có thể đột phá Bọn hắn hơi chuẩn bị, liền song song đột phá, bước vào tầng 9, đồng dạng đứng ở tiên đạo đỉnh phong. Lúc này, trong thành cũng khó được buông lỏng một chút, dựa theo quy luật, sau đại công kích, sẽ nghênh đón nhiều năm bình tĩnh, dù sao cuồng loạn cũng cần thời gian đến góp nhặt số lượng quân đội của nó. Cho nên từng chàng yến hội tiến hành, không ít thiên kiêu đều thay nhau mời khách, mượn cơ hội này cũng có thể trò chuyện, tăng tiến một chút tình cảm. Lăng Hàn liền nhận được thiếp mời, người mời lại là Lâu Thiên Thiên lâu thiên thiên lại mời mình trong hồ lô lại trôn thuốc gì đây hẳn có quan hệ với lâm phiêu tuyết nữ hoàng nói lăng hàn gật đầu nếu không hắn cùng lâu thiên thiên thật không có gì phải gặp nhau có đi hay không nữ hoàng ngưng mắt nhìn hắn đi xem một chút cũng không sao lăng hàn cười nói ở tầng không gian thứ nhất hắn hẳn là vô địch ngay cả nhất bộ thiên tôn cũng không thể gây tổn thương cho hắn đây là thiên địa cách cục giới hạn nữ hoàng gật đầu nàng đương nhiên biết thực lực của lăng hàn bây giờ mạnh đến mức nào Yến hội ở một ngày sau, ngày thứ hai, bọn hắn thu thập một chút, liền xuất phát tiến về phủ đệ của Lâu Thiên Thiên. Cái này kỳ thật không gọi được phủ đệ, chỉ là một gian phòng cực kỳ đơn giản, nhưng bởi vì có không gian thần khí tồn tại, cái này không thành vấn đề, bên trong có thể làm cho cực kỳ xa hoa. Cổng có người tỏa chấn, có thiếp mời mới có thể đi vào, mặc dù người này chỉ là tầng 9, nhưng nơi này lại cấm chỉ gây chuyện. Người ở trong võ viện trái với quy định, vậy nể tình phía sau có thiên tôn, có khả năng tội lớn hơn nữa cũng sẽ không bị giết, sẽ chỉ ném vào tiên vương mộ địa, nhưng nơi này khác biệt, phạm vào tội lớn, trực tiếp xử tử. Bởi vì đây chính là tuyến đầu chiến đấu, tuyệt đối không dung một chút xíu qua loa, nhất định phải kỷ luật nghiêm minh. Lăng Hàn cũng không muốn chống lại quy định như vậy, hắn giao thiếp mời cho đối phương, người kia thu lấy, làm một tư thế xin mời, để Lăng Hàn cùng nữ hoàng vào cửa. Lăng Hàn cùng nữ hoàng vào, chỉ thấy có một cánh cửa ánh sáng lấp lẽ, cái này hiển nhiên là lối vào của không gian thần khí. Hắn cùng nữ hoàng tiến vào, chỉ cảm thấy thân thể chấn động, đã đi tới một địa phương mới. Nơi này mặt trời đỏ treo cao, nhiệt độ ấm áp, bốn phía hoa tươi tỏa hương thơm, cùng lúc trước loại rừng thiêng nước độc kia là hoàn toàn khác biệt. Trên đồng cỏ, bầy biện từng cái bàn đá, lớn nhỏ khác biệt, màu sắc khác nhau, giống như từng cây nấm. Nhưng loại lớn nhỏ sắp xếp này kỳ thật rất có quy luật, cái kia chính là càng hướng phía trước, cái bàn càng lớn, càng đằng sau, cái bàn càng nhỏ. Đây là quy cách, người có mặt mũi mới đủ tư cách ngồi ở trên cái bàn lớn. Vô danh tiểu tốt chỉ có ngồi bàn nhỏ, Lăng Hàn còn chưa kịp ngồi xuống, liền thấy Lâu Thiên Thiên ở dưới cả đám chen trúc đi tới, thân sắc kiêu căng, cùng lúc trước ở trước mặt Lâm phiêu tuyết là tưởng như hai người. Đây mới là diện mục thật của hắn, tâm cao khí ngạo, không coi ai ra gì. Lâm tiên tử ở đâu? Lâu Thiên Thiên vừa lên liền hỏi, Lăng Hàn giật mình đây chính là nguyên nhân đối phương mời mình sao ý không ở trong lời hắn lắc đầu thứ nhất ta không biết lâm cô nương ở đâu thứ hai coi như ta biết lại vì cái gì phải nói cho ngươi lâu thiên thiên sướng sờ có chút khó mà tin được một tiên vương tầng chín lại dám cùng hắn mạnh miệng cái này cái này cái này tiểu tử này cho mình là ai lớn mật lại dám nói như thế với lâu thiếu sau lưng lâu thiên thiên một nam tử nhảy ra ngoài hắn là tiên vương tầng chín ra thế phía sau cũng không bằng lâu ra bởi vậy hắn cam tâm làm đầy tớ ngươi lại là cái đồ vật gì nữ hoàng đứng dậy xâm nhiên hỏi dám giống nam nhân của nàng người kia nhìn nữ hoàng một chút khí thế không khỏi cứng lại dung nhan của nữ hoàng lại có mấy nam nhân có thể không bị say ngã hắn đang ý loạn tình mê nhưng không ngờ nữ hoàng đã xuất thủ ba cách không một trưởng đánh bay hắn ra ngoài lâu thiên thiên không khỏi biến sắc người này cũng quá khoa trương lại dám động thủ ở trên yến hội của hắn. Chỉ là nữ hoàng xinh đẹp động lòng người, phong thái vô song, để hắn ngay cả sinh khí cũng rất khó. Nữ tử này cũng quá mỹ lệ, chỉ sợ còn vượt qua đóa tuyệt thế kiêu hoa trong truyền thuyết kia, tiểu công chúa xuất sắc nhất của lâm gia lâm u liên đi. Hắn lấy lại tinh thần nói, cô nương, người quá mức, may mắn người xuất thủ là nữ hoàng, nếu như là lăng hàn, hắn tuyệt sẽ không khách khí, trực tiếp xuất thủ bắt người. Lăng hàn cười ha ha luận bàn một chút lại có cái gì, hắn trực tiếp tính chuyện này đến luận bàn, không để cho người ta bắt được bím tóc. Để một nữ nhân thay ra mặt, người không cảm thấy ngại sao. Lâu thiên thiên từ tốn, hắn quay đầu lại nói, cảng đông, người đến bồi người này luận bàn một chút. chương 3051, làm khó khai. Hắn đến bây giờ còn không biết tính danh của Lăng Hàn, bởi vì hắn căn bản không có để Lăng Hàn ở trong lòng, ngay cả hứng thú biết danh tự của đối phương không thèm, bằng không hắn chắc chắn biết, người đứng ở trước mặt hắn là lang hàn gần đây danh tiếng vô song. Đương nhiên, dù cho hắn biết cũng sẽ không kiêng kỵ, bởi vì tất cả mọi người cho rằng lang hàn là lấy đại tiện nghi, bằng bản lĩnh chân thực làm sao có thể là đối thủ của chuẩn thiên tôn. Một nam tử lập tức đứng dậy, dáng người cực kỳ khôi ngô, trên đầu còn mọc ra một cái sừng vàng óng ánh. Nữ hoàng kích động, nàng vừa mới bước vào tầng 9, chiến ý chính thịnh. Nàng không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ. Độc giác nam kia không nghĩ tới Nữ Hoàng ngay cả một cái quy củ cũng không nói, nói động thủ liền động thủ, hơi có chút loạn, nhưng cũng chỉ nháy mắt mà thôi, hắn liền lập tức ổn định trận cước, phát động phản kích. Oanh, hai đại cường giả đối oanh một kích, lập tức nhấc lên dư ba kinh khủng. Lâu Thiên Thiên vội vàng xuất thủ, ma diệt những dư ba này, nếu không, đây chỉ là không gian thần khí, làm sao thừa nhận được hai cường giả tầng 9 đối oanh, khẳng định đã sớm tan vỡ. May mà hắn là chuẩn thiên tôn nếu không chỉ là một tiên vương tầng 9, là không thể nào giải quyết được. Mặc dù nữ hoàng mới vào tầng 9, nhưng chiến lực của nàng lại phi phàm, rất nhanh liền chiếm cứ chủ động, ưu thế rõ ràng. Lâu thiên thiên kinh ngạc, không nghĩ tới nữ hoàng xinh đẹp động lòng người, thiên phú võ đạo cũng như bức như thế. Trong ánh mắt của hắn hiện lên vẻ tán thưởng, lại lập tức ẩn tàng. Mục tiêu của hắn là lâm phiêu tuyết, đây chính là lâm gia quý nữ, nếu có thể cưới được, ý nghĩa phi phàm đánh nhau như thế, cũng hấp dẫn rất nhiều ánh mắt tới, nhao nhao vây xem. Bọn hắn gật đầu không thôi, đã vì thực lực của nữ hoàng mà kinh ngạc, cũng vì nữ hoàng tuyệt sắc mà tâm động, ai cũng nghiêng về một bên ủng hộ nữ hoàng. Đi vào 500 chiêu, độc giác nam không thể không nhận thua, nếu không, hắn sẽ bị dọn dẹp rất thảm. Kết quả như vậy sớm trong dự liệu của đám người, nhưng nhìn đến độc giác nam nhận thua, bọn hắn vẫn không nhịn được kinh hãi. Đạt tới tầng 9, kia cơ bản không có tầm thường, làm sao cũng phải là đế giả, mà nữ hoàng rõ ràng chỉ vừa mới bước vào tầng 9, lại có được chiến lược kinh người như vậy, cái thiên phú võ đạo này quá kinh khủng. Cô nương xương hô như thế nào, lâu thiên thiên cười nói, vợ ta tên gì, cùng ngươi có quan hệ sao? Lăng hàn nói, phất ống tay áo một cái, thật sự là nhàm chán, hoàn toàn là đang lãng phí thời gian. Ngươi thật đúng là phách lối, một nữ tử nhảy ra ngoài, chỉ để nữ nhân thay ngươi ra mặt, quá vô sỉ. Lăng hàn cười ha ha không có cách, vận khí ta tốt, tìm được vợ giỏi Giang A. À. Nghe nói như thế, nữ hoàng không khỏi lộ ra nụ cười, băng sơn hòa tan, đẹp không sao tả xiết. Trái tim mỗi người đều phanh phanh nhảy loạn, đẹp đến mức để linh hồn bọn hắn muốn hóa đá A. À. Ha ha, yến hội vừa mới bắt đầu, cần gì phải bất hòa khí như vậy? Có người cười nói, giảng hòa, cũng không muốn nữ tử xinh đẹp như vậy sớm rời sân. Lam Hàn có chút xem thường những người này, chỉ là vượt qua một đợt công kích của cuồng loạn mà thôi, có cái gì phải đắc ý. Xác thực, sống sót là đáng giá cao hứng, nhưng về phần xếp đặt yến hội, giống như đánh một trận đại thắng vậy. Lăng Hàn tin tưởng, ở tầng thứ hai, tầng thứ ba, hẳn không có tập tục sốc nổi như thế. Hắn lắc đầu, vốn định nhìn lâu thiên thiên trôn thuốc gì, kết quả lại để hắn cực kỳ thất vọng. Chỉ là vì tán gái mà thôi, đi thôi, hắn lắc đầu, nhìn nữ hoàng nói, ai, gấp cái gì, có người đưa tay ngăn cản, đây cũng không phải thủ hạ của lâu thiên thiên, mà là một chuẩn thiên tôn, hắn cười mỉm nhìn Lăng Hàn, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy khinh thường. Hắn gọi nông cao lâm, chẳng những bản thân là chuẩn thiên tôn, cha cũng là tam bộ thiên tôn, bối cảnh không kém lâu thiên thiên. Lâu thiên thiên đương nhiên sẽ không chỉ mời một ít tiểu đệ của hắn tới, nếu không tụ hội còn có ý nghĩa gì. Bởi vậy, loại thiên kiêu có thể bình khởi bình tỏa với hắn giống như nông cao lâm liền được mời qua. Lại lớn lại không được, thứ nhất, người ta chưa chắc sẽ nể tình, thứ hai, coi như người ta tới, ở trước mặt đối phương cũng phải thấp một đầu bị khách đè ép chủ tìm cho mình không được tự nhiên kia là ngu ngốc sao ánh mắt lang hàn phát lạnh người đây là khiêu khích ta sao nơi này cấm chỉ tư đấu nhưng lại cho phép người tự vệ một phương gây sự sẽ tiếp nhận tất cả hậu quả ha ha tất cả mọi người là chiến hữu làm gì tổn thương hòa khí lại có người ra ba phải tới 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 mọi người vẫn là ngồi xuống đi người còn không có tới đủ sao lại có người muốn về chứ đúng a à, Lần này là đến không ít người, tỷ như hiện bảng xếp hạng thứ 862 Hà Vũ Phong. Lăng Hàn Nguyên bản muốn đi, nhưng nghe đến tên Hà Vũ Phong, lại dừng bước. Hà Vũ Phong, rốt cục lại gặp mặt, Nữ Hoàng nhìn về phía hắn gật gật đầu, ý là hết thảy do ngươi quyết định. Lăng Hàn cười một tiếng, nắm tay Nữ Hoàng đi lên phía trước. Đã quyết định lưu lại, vậy hắn đương nhiên sẽ tìm vị trí tốt nhất ngồi xuống. Nhìn thấy Lăng Hàn kéo Nữ Hoàng một đường đi về phía trước, tất cả mọi người kinh ngạc. Chẳng lẽ các người còn muốn ngồi bàn lớn? Chuẩn Thiên Tôn ngồi bàn lớn, Tiên Vương tầng 9 ngồi bàn nhỏ, đây là quy củ ngầm thừa nhận. Tiểu tử này cũng quá không thức thời, thật sự cho rằng là bá chủ nơi này sao? Lâu Thiên Thiên muốn mở miệng nhưng ngừng lại, hắn không biết Lâm Phiêu Tuyết cùng đám người Lăng Hàn có quan hệ như thế nào, để cho an toàn, ác nhân vẫn là không nên do hắn làm mới tốt. Lăng Hàn phách lối như vậy, khẳng định sẽ bị người chán ghét, hắn chỉ cần xem kịch là được ngày sau dù lâm phiêu tuyết tức giận cũng trách không được trên đầu của hắn ai bảo đây là lăng hàn quá phách lối đúng hắn chẳng những không thể sinh khí hơn nữa còn phải ở ngoài mặt hết sức giữ gìn lăng hàn để lâm phiêu tuyết còn phải cảm kích hắn ha ha cái chủ ý này không tệ nghĩ như vậy hắn đương nhiên sẽ không mở miệng thậm chí còn dùng ánh mắt đè xuống những thủ hạ vừa muốn mở miệng ở sau lưng lăng hàn kéo nữ hoàng đi tới hàng trước nhất lúc này mới cùng nữ hoàng ngồi xuống trên bàn đã sớm chuẩn bị trái cây tiên diễm hương thơm sông vào mũi. chương 3052, Hà Vũ Phong đến. Hắn hết sức ân cần giúp nữ hoàng bóc lấy vỏ hoa quả, đưa thịt quả vào miệng nữ hoàng, mà nữ hoàng cũng cười nhẹ nhàng há mồm cắn, hiển thị rõ ân ái. Dựa vào, một màn này để hạng người như nông cao lâm cực kỳ khó chịu, người một tiểu bạch kiểm, ỉ vào nữ nhân ngang ngược cản rỡ, còn ân ái ở trước mặt mọi người, cũng quá không coi ai ra gì a à. Bọn hắn nhao nhao ngồi xuống, không phải ở bên cạnh lăng hàn chính là đằng sau. Kỳ thật bàn lớn cũng không nhiều, Lâu Thiên Thiên chỉ mời khoảng 20 tên chuẩn thiên tôn, phần lớn đều là tiên vương tầng 9, để những chuẩn thiên tôn này như chúng tinh cùng nguyệt. Bởi vì số lượng chuẩn thiên tôn có hạn, số lượng bàn lớn cũng đối ứng, đám người vừa ngồi xuống như thế, đã không còn bàn trống, lang Hàn ngồi vị trí thuộc về Hà Vũ Phong, hắn bây giờ còn chưa có tới. Có chuẩn thiên tôn nhịn không được, một tiên vương tầng 9 cũng xứng cùng bọn hắn bình khởi bình tọa. Người có tài đức gì, há có thể cùng chúng ta đặt song song hắn mở miệng nói tiếng nói ung dung con mắt thì nhìn lên trời ý là chẳng thèm bó tới lăng hàn lăng hàn gật đầu xác thực ngồi cùng dạng cặn bã như ngươi ta cảm thấy rất hạ giá ngươi tên chuẩn thiên tôn kia đứng dậy giận chỉ lăng hàn thế nào muốn đánh nhau phải không lăng hàn cười nói lâu thiên thiên vội vàng tiến lên khuyên can hai vị đừng tức giận ngươi hắn nhìn về phía lăng hàn lại đột nhiên phát hiện mình còn không biết tên của đối phương hắn cũng lười hỏi thăm Xin lỗi ô huynh đi." Lăng Hàn chỉ dùng ánh mắt nhìn thằng ngốc quét lâu Thiên Thiên. Lâu Thiên Thiên xém chút liền muốn giận dữ nhảy lên, nhưng nghĩ tới kế hoạch lúc trước, liền cưỡng ép nhịn xuống. "Dạng tính cách này của ngươi." "Ha ha ha ha, lâu huynh, xem ra người này cũng không nhận hảo ý của ngươi." Ô huynh nói, hắn gọi Ô Nguyên Thanh, ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Hàn, trong đầu thì nghĩ đến, phải làm sao mới có thể cùng Lăng Hàn luận bàn, sau đó hung hăng giáo huấn đối phương lâu thiên thiên chỉ cười ha ha nói ta cùng người này có chút nguồn gốc không thể không khuyên hắn chỉ nói là có chút nguồn gốc ý ở ngoài lời là các ngươi thật muốn động thủ ta cũng sẽ không ngăn cản bọn người ô nguyên thanh nông cao lâm đang trầm tư nghĩ làm sao mới có thể bước lăng hàn luận bàn không phải vô duyên vô cớ lấy lớn hiếp nhỏ sẽ gặp phải trọng phạt hà vũ phong hà thiếu đến chỉ nghe một người kêu to phá vỡ nơi này yên lặng hà vũ phong là hà vũ phong ở trên hiện bảng kia sao đây chính là thiên tài chân chính, cha càng là tứ bộ thiên tôn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có chút kích động, đây tuyệt đối là khách quý hôm nay. Chỉ thấy một thanh niên long hành hổ vồ đi đến, dáng người thon dài, cũng không khôi ngô, lại tản ra một loại khí thế hùng kỳ phách tuyệt, để cho người ta không khỏi say mê. Chính là Hà Vũ Phong, Hà Huynh, Lâu Thiên Thiên lập tức từ chủ vị đứng dậy, đi qua đón. Hà Vũ Phong chỉ thận trọng gật đầu, loại cấp bậc yến hội này hắn thấy có chút không đủ tư cách, nhưng ai bảo hắn cùng lâu thiên thiên tư giao rất tốt, đối phương đã mở miệng, hắn cũng chỉ đành đến cho đối phương thể diện. Hà Huynh, thật sự là không có ý tứ, hôm nay thời điểm an bài vị trí có chút sai lầm, không bằng người ta chung một chỗ ngồi chủ vị A. Lâu thiên thiên cố ý nói như vậy, chuyện gì xảy ra, Hà Vũ Phong hỏi, ngay cả an bài vị trí cũng sẽ phạm sai lầm. Ây, tới một gia hỏa không biết tốt xấu, rõ ràng chỉ là tiên vương tầng 9, lại nhất định phải cùng chuẩn thiên tôn ngồi chung một chỗ, nhưng hắn tựa hồ cùng Lâm Tiên Tử có chút nguồn gốc, ta cũng không thể nói cái gì. Lâu Thiên Thiên nói, sắc mặt của Hà Vũ Phong không khỏi tối đen, mặc dù nơi này có thật nhiều nữ tính họ Lâm, nhưng có danh xưng Tiên Tử tựa hồ chỉ có một. Lâm phiêu tuyết, hắn trầm giọng nói, đúng vậy, Lâu Thiên Thiên gật đầu, Hà Vũ Phong lập tức nhanh chân mà đi, đi đến cuối cùng bàn lớn, xem xét, người chiếm vị trí của hắn không phải lang hàn thì là ai. Người quả nhiên vẫn cuồng như thế, Hà Vũ Phong xâm nhiên nói, trong ánh mắt hắn nhảy lên hàn mang, Lăng Hàn là người hắn nhất định phải diệt trừ, trình độ yêu nghiệt thậm chí vượt qua hắn. Tất cả mọi người kinh ngạc, chẳng lẽ Hà Vũ Phong nhận ra người này, nếu không sao sẽ như vậy? Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, "Hà Vũ Phong, có dám đánh một trận không?" Phốc, lập tức, rất nhiều người đều phun ra, chỉ là Tiên Vương tầng 9, lại dám khiêu chiến Chuẩn Thiên Tôn. "Ngươi là điên rồi sao?" Bọn người nông cao lâm, Ô Nguyên Thanh lắc đầu, khó trách vừa rồi Lăng Hàn phách lối như vậy tiểu tử này cũng dám khiêu chiến chuẩn thiên tôn, thái độ đối với bọn hắn như vậy lại tính là gì. Hơn nữa, bọn hắn cũng im lặng, còn nghĩ làm sao kích lăng hàn tiếp nhận khiêu chiến, kết quả người ta căn bản không cần kích, trực tiếp liền chủ động khiêu chiến. Hà Vũ Phong suy một tiếng, lăng hàn, đừng tưởng rằng ngươi được thứ nhất ở trên bảng xếp hạng, liền có thể miệt thị chuẩn thiên tôn, đây chẳng qua là vận khí của ngươi tương đối tốt mà thôi. Cái gì, hắn là lăng hàn, tất cả mọi người kinh ngạc, từ sau khi hiện bảng đổi mới, Danh tiếng của Lăng Hàn liền một mực bị người nghị luật, chỉ là hắn quá điệu thấp, đến bây giờ cũng không có mấy người gặp qua, biết lai lịch của hắn. Bọn người lâu thiên thiên càng chấn kinh, tiên vương tầng 9 ngược lại cũng thôi, bọn hắn chưa từng nghĩ tới lên bảng, tự nhiên cũng không biết độ khó lên bảng như thế nào. Nhưng đám người lâu thiên thiên cái nào không có dốc hết toàn lực sông bảng, nhưng nhìn trong giới chỉ ghi chép thành tích, cách bảng luôn có khoảng cách rất lớn. Nhưng một tiên vương tầng 9 lại nghiền ép bọn hắn, trước đó không có gặp người liền đã để bọn hắn rất khó chịu hiện tại suy nghĩ một chút lang hàn phách lối tự nhiên để bọn hắn càng thêm bất mãn người phách lối như vậy nguyên lai like lại ỉ vào hiện bảng xếp hạng thứ nhất dựa vào một tiên vương tầng 9 mà thôi đi cầu vận mới nhận được dễ dàng như vậy thật coi mình là nhân vật Lang hàn nhoẻn miệng cười bớt nói nhiều lời chỉ hỏi ngươi có dám chiến hay không tất cả mọi người nhíu mày ra hỏa này quá phách lối tại sao có thể kiêu ngạo như vậy Lâu Thiên Thiên cũng bó tay rồi, hắn đã rất không coi ai ra gì, thế nhưng so sánh với Lăng Hàn, hắn căn bản chính là hàng tiểu bối. chương 3053, Tái Chiến Hà Vũ Phong Người bất quá tầng 9, bản tôn căn bản khinh thường khi dễ ngươi. Hà Vũ Phong từ tốn nói, sợ thua, Lăng Hàn cười nói, Hà Vũ Phong biến sắc, lộ ra vẻ giận dữ, nói thật, hắn thật có chút lo lắng, lúc trước Lăng Hàn ở tầng 7 liền có thể oanh thương hắn, mặc dù đối phương là dốc hết toàn lực, ra đại chiêu, để hắn bị thương nhẹ, nhưng mình cũng bị phản chấn, bị thương càng nặng. Nhưng bây giờ Lăng Hàn đã bước vào tầng 9, thực lực lại tăng lên nhiều ít. Coi như đánh không lại hắn, nhưng nếu như mình không thể nhẹ nhõm giải quyết đối phương, vậy đối với uy tín của hắn cũng là đả kích rất lớn. Nhưng bị Lăng Hàn kích như thế, hắn còn có thể không chiến sao? Đường Đường Chuẩn Thiên Tôn lại không dám ứng chiến với Tiên Vương tầng 9. Lần này cực tuyệt là hắn khinh thường, nhưng người ta liên tục khiêu khích hắn lại không làm chút gì sẽ bị người chê cười lăng hàn đây là ngươi tự tìm hà vũ phong từ tốn nói lưu chuyển lên sát ý vậy đi ra đánh một trận đi lăng hàn nói không gian tiên khí là rất khó tiếp nhận hai chuẩn thiên tôn chiến đấu thời gian ngắn không có việc gì thời gian dài khẳng định sẽ bị đánh xuyên qua hắn dẫn đầu ra không gian thần khí bay vọt trên không hà vũ phong cũng đi theo dưới chân điểm một cái đồng dạng phi thăng tới không trung phía sau hắn càng nhiều người đi ra, cũng nhao nhao phù thăng ở trên không quan chiến. Đương nhiên, bọn hắn cũng không tin Lăng Hàn có thể chống lại một vị chuẩn thiên tôn. Lăng Hàn, tiến cảnh của ngươi xác thực kinh người, bất quá hơn một nghìn vạn năm mà thôi, ngươi liền bước vào tầng 9. Hà Vũ Phong mắt lộ ra sát cơ, lúc trước hắn rất muốn giết Lăng Hàn, lại bị Lâm Phiêu Tuyết ngăn cản, cũng làm cho hắn thấy được thiếu sót của mình. Hơn một 000 vạn năm này, hắn thời khắc đều huyết chiến, thực lực tăng lên rất nhiều. Chuẩn thiên tôn hậu kỳ bất quá có tiến bộ cũng không chỉ ngươi hắn thỏa thích phóng ra khí thức của mình oanh như biển chấn động thực lực của ta so với lúc trước không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần ta lại nhường cho ngươi chín chiêu hắn chắp hai tay ở sau lưng lúc trước hắn không thể một chiêu xử lý lăng hàn ngược lại bị lăng hàn gây thương tích đây là một khúc mắc của hắn hiện tại hắn phải giải khai tâm kết này cái này để những người khác gật đầu không hổ là chuẩn thiên tôn đại khí lăng hàn cũng không khách khí tay phải duỗi về phía trước ngưng tụ thành nắm đấm ngũ hành lôi thuật vận chuyển ba 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 nắm đấm của hắn lập tức nhảy lên cửu thải tiên lôi hà vũ phong không khỏi biến sắc mặc dù một quyền này của lăng hàn còn không ra nhưng hắn đã cảm thấy áp lực nặng nề một kích này oanh ra tất nhiên long trời lở đất ý niệm còn không chuyển qua lăng hàn đã xuất thủ dưới chân hắn động bành thân hình lập tức bắn ra hóa thành một vệt ánh sáng vào tới hà vũ phong thật nhanh tất cả mọi người kinh hô Tiên Vương tầng 9 đã rất khó theo kịp tốc độ của Lăng Hàn, ngay cả mấy người Lâu Thiên Thiên trong lòng cũng chấn kinh, thầm nghĩ nếu đổi lại là mình, lại nên ứng đối như thế nào. Hơi chút nghĩ lại, sắc mặt của bọn hắn liền trở nên nghiêm nghị, chỉ sợ chỉ có phần chống đỡ a. À. Bành, Hà Vũ Phong cường đại hơn xa tất cả mọi người nơi này, phản ứng nhanh đến mức kinh người, hai tay đưa đến trước người, đỡ được một kích này của Lăng Hàn. Chỉ là uy lực của một quyền này quá lớn, trực tiếp đánh bay Hà Vũ Phong ra ngoài toàn thân hiện động lên lôi đỉnh chi quang, lốp bốp rung động. Bành bành bành, Hà Vũ Phong đụng thủng chí ít 17 đám mây mới ngừng lại, chỉ cảm thấy hai tay đau nhức, giống như xương cốt đều đứt gãy, mà toàn thân càng run lên. Hắn không khỏi hãi nhiên, vì sao một kích này uy lực khủng bố như vậy, chỉ sợ đã đạt tới thiên tôn a. Một ý niệm còn không có chuyển qua, hắn chỉ cảm thấy ngực khó chịu, miệng hơi mở, lập tức phun ra một ngụm huyết tiến. Thấy cảnh này, tất cả mọi người hãi nhiên. Tiên vương tầng 9 một quyền đánh chuẩn thiên tôn thổ huyết, mà tên chuẩn thiên tôn này vẫn là cường giả trên hiện bản. Đây là bởi vì Hà Vũ Phong khinh thường, để Lăng Hàn thích xúc đại chiêu, bản thân lại bị hạn chế, nhưng đối phương chín chiêu. Vừa rồi nếu như Hà Vũ Phong cũng phát đại chiêu đối kháng, tất không đến mức như thế. Nhưng mà, Lăng Hàn cường đại cũng thật sự là ra ngoài ý định. Đây thật là một tiên vương tầng 9 sao? Có ít người rất khách quan, biết đây cũng không phải Hà Vũ Phong không địch lại mà chỉ là hắn thiếu chuẩn bị nhưng cái này hoàn toàn không thể phủ định lang hàn yêu nghiệt lang hàn cũng không vội ra quyền thứ hai mà cười nói thế nào còn muốn tiếp tục để cho ta chín chiêu sao hừ ta há có đạo lý nói không giữ lời hà vũ phong mạnh miệng được thân hình lang hàn nhanh chóng bắn tới tiếp tục ra quyền bành 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 hắn chiêu chiêu bá đạo đây chính là thiên tôn bảo thuật tự nhiên kinh khủng đáng thương hà vũ phong hắn chỉ có thể phòng ngự lập tức bị bạo oanh. Hắn không ngừng lui, cũng không ngừng thổ huyết, thời điểm lăng hàn oanh ra quyền thứ sáu, hắn liền nhịn không được hoàn thủ, bành, có khí tức kinh khủng lưu truyền, hắn cũng vận chuyển thiên tôn bảo thuật, nếu không căn bản không có khả năng ngăn cản được. Lần này, hai người có thể nói là thế lực ngang nhau. Oanh, sau một cái đối oanh, hai người đều thối lui 300 dặm, mặt đối mặt. Lăng hàn chỉ suy cười một tiếng, không nói lời nào. Hà Vũ Phong lại mặt đỏ như than, hắn nói muốn nhường lăng hàn chín chiêu nhưng thời điểm chiêu thứ sáu liền không thể không hoàn thủ đây là xấu mặt ở trước mặt mọi người nhưng không toàn lực phản kích hắn cực có khả năng không chống được đến chiêu thứ chín liền bị trọng thương yên không giờ không một kết quả như vậy ai có thể nghĩ tới chuẩn thiên tôn nói muốn nhường tiên vương chín chiêu ai cũng cho rằng đây là đương nhiên đừng nói chín chiêu chín trăm chiêu cũng không đủ nhưng kết quả vẻn vẹn mới đến chiêu thứ sáu Chuẩn Thiên Tôn liền không thể không đánh vỡ ước định, xuất thủ phản kích. Tại sao có thể có tiên vương cường đại như vậy? Tới đi, ta cũng không có hứng thú chiếm tiện nghi của ngươi." Lăng Hàn từ tốn nói, nhìn về phía Hà Vũ Phong ngoắc ngón tay. Hà Vũ Phong đã ra chiêu, hắn tự nhiên không còn bận tâm, còn có cái gì phải trang chứ? "Lăng Hàn, xem thường ngươi." Hắn dùng ngữ khí trầm thấp nói. Lăng Hàn lắc đầu, "Ta muốn nghe, không phải câu nói này, ngươi muốn nghe cái gì?" Hà Vũ Phong Trường 3054, bài, ngươi thiếu ta một câu xin lỗi. Lăng Hàn nghiêm nghị nói, trước đó, Hà Vũ Phong ỉ vào mình là chuẩn thiên tôn, còn có một lão cha là tứ bộ thiên tôn, liền tùy ý phá hư quy củ của võ Việt, muốn để hắn cúi đầu làm nô bộc, thậm chí oanh sát hắn. Đây là bất công, mà Lăng Hàn cực kỳ chán ghét bất công, cho nên, hắn muốn đòi một câu trả lời hợp lý. Tầng 9 nho nhỏ mà thôi, mặt mũi Hà Vũ Phong tràn đầy căm ghét, coi như Lăng Hàn đã chứng minh thực lực của mình, nhưng hắn vẫn cảm thấy Lăng Hàn không cách nào xứng đôi với mình, đây là ngạo khí của chuẩn thiên tôn. Đánh tới người phục mới thôi, bành, dưới chân Lăng Hàn bắn ra, phát lực vò tới trước, giết về phía Hà Vũ Phong. Hà Vũ Phong tự nhiên không có khả năng sợ, cùng Lăng Hàn đối oanh. Chiến lực của hai chuẩn thiên tôn kịch liệt đụng nhau, song phương đều có kiên trì không thể thua, ai cũng toàn lực ứng phó, mỗi một chiêu đều không lưu lực chút nào, đánh đến nhiệt huyết sôi trào. Luận chiến lực, hai người không sai biệt lắm, đều là chuẩn thiên tôn hậu kỳ, nhưng khí lực của Lăng Hàn lại vô cùng cường hoành, có thể so sánh với tiên kim, dù hắn không phản kháng, Hà Vũ Phong muốn dùng man lực oanh phá cũng rất khó, lại tăng thêm sức khôi phục của Lăng Hàn, khả năng hắn căn bản không gây thương tổn được Lăng Hàn. Bởi vậy, càng đánh Hà Vũ Phong càng ăn thiệt thòi, Lăng Hàn hoàn toàn không sợ lấy thương đổi thương nhưng Hà Vũ Phong lại tràn đầy cố kỵ, không dám cùng Lăng Hàn liều. Bành, thủ lâu tất thua, Hà Vũ Phong rốt cục ăn một quyền của Lăng Hàn, lập tức lảo đảo trở ra, trên mặt ửng hồng, sau đó liền phún ra một ngụm máu. Nhưng hắn căn bản không có thời gian thở, công kích của Lăng Hàn lại đánh tới, hắn không thể không tiếp. Bành, sau mấy chục chiêu, Hà Vũ Phong lại ăn một quyền, còn tốt chính là, vô luận là hắn hay Lăng Hàn đều khó có khả năng một mực vận chuyển thiên tôn bảo thuật, bởi vậy một quyền này cũng không phải dùng cửu hóa thiên kinh hay ngũ hành lôi thuật đánh ra. Bành, 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 Hà Vũ Phong không ngừng bị oanh chúng, cũng không ngừng phun máu tươi. Hà Vũ Phong, còn nhớ rõ ta nói qua, thất phu giận dữ, còn có thể máu tươi ba thước không? Lăng Hàn nói, hiện tại, ta còn có một câu nói khác tặng ngươi, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Hà Vũ Phong hoa hoa kêu to, hắn vô cùng phẫn nộ, bị một tiên vương tầng 9 nho nhỏ giáo huấn, để hắn làm sao chịu nổi. Thằng nhãi danh, khinh người quá đáng, hắn gầm thét, liều mạng muốn phản kích, lại hoàn toàn bất lực thay đổi bại cục. Đối mặt Lăng Hàn có được thân thể tiên kim, chiến lược chuẩn thiên tôn hắn liều mạng như thế nào cũng vô dụng cúi đầu nhận sai lăng hàn nói mơ tưởng hà vũ phong cắn răng hắn thả chết chứ không chịu khuất phục vậy thì đánh tới người phục mới thôi lăng hàn từng quyền bạo oanh không lưu tình chút nào thẻ xương cốt của hà vũ phong bị đánh gãy nhưng hắn cực kỳ kiên cường thậm chí không rên lên một tiếng nhưng cái này lại như thế nào sẽ để cho lăng hàn nương tay sao suốt cục hà vũ phong nhịn không được đau hừ ra tiếng hắn bị thương thực sự quá nặng. Đủ rồi, nông cao lâm vọt lên bầu trời, hắn tuyệt không cho phép Lăng Hàn chiến thắng Hà Vũ Phong, cái này cũng không chỉ là Hà Vũ Phong thất bại, sẽ còn làm cho cả vòng tròn của chuẩn thiên tôn hổ thẹn. Chuẩn thiên tôn không bằng tầng 9, nói đùa cái gì? Tốt, cùng lên đi, Lăng Hàn cười ha ha, hoàn toàn không sợ, khí lực của hắn quá mạnh mẽ, dù lấy một địch hai cũng không rơi vào thế hạ phong. Mục tiêu của hắn hết sức rõ ràng, là nhìn chằm chằm Hà Vũ Phong xuất thủ, về phần nông cao lâm hắn liền hoàn toàn không để ý tới mặc hắn công kích tất cả mọi người ngăn không được ra đầu tê dại hai chuẩn thiên tôn xuất thủ vẫn không thể ngăn cản lăng hàn trời ạ à, đây là quái vật như thế nào ô nguyên thanh do dự một chút cũng giết về phía lăng hàn ngăn cản lăng hàn tiếp tục hành hung nhưng y nguyên vô dụng khí lực của lăng hàn đã cường hoành đến có thể không sợ chuẩn thiên tôn oanh kích bọn hắn đánh ra công kích chỉ có thể ở trên thân lăng hàn lưu lại một hố nhỏ nhưng không đợi bọn hắn thừa thắng truy kích, những hố nhỏ này đã cấp tốc phục hồi như cũ. Cái này còn là người sao? Chính là quái vật, lâu thiên thiên cũng gia nhập chiến đoàn, còn có càng nhiều chuẩn thiên tôn, bọn hắn hãm đã đủ sâu, nếu nhiều chuẩn thiên tôn như vậy cũng không thể ngăn cản lăng hàn, như vậy về sau bọn hắn còn nhấc đầu lên nổi sao? Cùng tiến lên, chuẩn thiên tôn còn lại cũng nhao nhao xuất thủ, không thể không nói, hai mươi mấy chuẩn thiên tôn liên thủ thật sự là quá cường đại, dù cái này y nguyên không thể gây tổn thương được lăng hàn, nhưng muốn ngăn cản hắn lại là sự tình dễ dàng chỉ cần mỗi người oanh ra một quyền liền có thể hình thành lực lượng kinh khủng đánh lui lăng hàn hà vũ phong rốt cuộc thoát ly hiểm cảnh lăng hàn đứng vững không tiếp tục xuất thủ hắn muốn đánh vỡ cục diện bế tắc này là sự tình rất đơn giản chỉ cần tế ra tiên ma kiếm là được có thiên tôn bảo khí nơi tay hắn không gì không phá những chuẩn thiên tôn này chỉ có phần chạy tứ tán nhưng tiên ma kiếm vừa ra cái kia chính là không chết cũng bị thương hậu quả không phải là luận bàn đơn giản như vậy hiện tại lăng hàn chỉ muốn giáo huấn hà vũ phong không có dự định để cho mình cũng trộn vào hà vũ phong lăng hàn đứng trên không trung ở trên cao nhìn xuống hiện tại ở trong lòng hối hận chưa ỷ thế hiếp người cuối cùng cũng có một ngày sẽ bị người lấn đến trên đầu người phục hay không hà vũ phong cắn răng hắn đương nhiên không phục nhưng tài nghệ không bằng người mạnh miệng thì có ích lợi gì lúc trước mặc dù lăng hàn thua hắn nhưng bản thân lại chỉ là tiên vương tầng 7, tuy bại nhưng vinh, nhưng còn bây giờ thì sao? Lăng Hàn chỉ là tiên vương tầng 9, lại dựa vào thực lực đánh bại hắn, hắn có thể nói cái gì? Hiện tại nói nhiều một câu, sẽ chỉ làm hắn bị càng nhiều nhục nhã mà thôi. Lăng Hàn cười dài ba tiếng, thân hình rơi xuống nói. Thê tử, chúng ta đi, nữ hoàng gật đầu, cùng Lăng Hàn dắt tay mà đi. Đám người lại như cũ ở vào trong rung động, một tiên vương tầng 9 chỉ vào cái mũi của chuẩn thiên tôn giáo huấn, còn làm cho đối phương không phản bác được, đây là sự tình trước nay chưa từng có. Tiên vương tầng 9 làm sao có thể mạnh như vậy? Đây là địa phương mọi người càng thêm không hiểu. Chương 3055, truy kích thiên sinh. Đúng, mạnh đến mức không tưởng nổi a, à, căn bản là chuyện không thể nào. Tất cả mọi người lắc đầu, thế gian làm sao có thể có tiên vương tầng 9 cường đại như thế? Có người lại ung dung thở dài, có, chỉ là thiên tài như vậy quá ít, làm sao có thể? Đám người không tin người kia lại nói chẳng lẽ các người quên lâm u liên cùng tân khí hổ sao hai vị đại nhân này tất cả mọi người hít một ngụm khí lạnh hai người lâm tân kia là truyền kỳ tuyệt đối có thể ở trên tổng bảng lại sử dụng thời gian ngắn như vậy tự nhiên là kỳ tích thiên cổ truyền tụng hơn nữa chiến tích của hai người này thật đúng là mình giết ra không có chút hắc ám các ngươi chỉ biết hai vị đại nhân lâm tân cường đại nhưng có biết vì sao bọn hắn cường đại không người kia ung dung nói hắn gọi triệu phó khang cũng là một chuẩn thiên tôn triệu gia lão tổ chỉ là nhị bộ thiên tôn lại danh xưng bách hiểu sinh đối với tư liệu của thiên tôn khác cực kỳ hiểu rõ chủ yếu là hắn tương đối bát quái xin triệu huynh giảng giải bọn người lâu thiên thiên thụ giáo triệu phó khang gật đầu mọi người đều biết muốn bước vào chuẩn thiên tôn cần dẫn động lực lượng độc nhất vô nhị giữa thiên địa đến rèn luyện bản thân mà lúc nào có thể vận dụng loại lực lượng này vậy thì bước vào nhất bộ thiên tôn đây là sự tình ai cũng biết, mọi người tự nhiên không có biểu lộ gì, tiếp tục nghe hắn nói. Nhưng mà, có ít người, Thiên Phú dị bẩm, ở tầng 9 đỉnh phong, thậm chí thời điểm sớm hơn, liền có thể dẫn động lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới, sớm rèn luyện khí lực. Cái gì? Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, đám người lập tức chừng lớn hai mắt, hoàn toàn không thể tin tưởng. Đây không phải đùa giỡn sao? Phó đạo chi lộ là một quá trình tuần tự tiến lên, giống như tiên vương cần nhất trọng nhất trọng tu thành không có khả năng từ tầng 1 trực tiếp nhảy vào tầng 5A. Cho nên, ở trước tầng 9, thậm chí còn không có bước vào tiên vương liền có thể dùng lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới rèn luyện khí lực, cái này để người ta làm sao tin tưởng. Hơn nữa, sau đại lực lượng bản nguyên A, cái kia ngay cả nhất bộ thiên tôn cũng khó có khả năng cảm ứng được. Có thể cảm ứng được, liền thành nhị bộ thiên tôn. Đầm rồng hang hổ, hoàn toàn là đang nói đùa. Triệu phó khang chỉ cười một tiếng, căn bản không thèm để ý, tiếp tục nói dưới một loại cơ duyên xảo hợp nào đó, lại thêm bản thân thiên phú yêu nghiệt, xác thực có khả năng làm được. Các ngươi ngẫm lại xem, dùng lực lượng bản nguyên rèn luyện khí lực, lực lượng như vậy là cường đại cỡ nào. Đừng nhìn Lăng Hàn chỉ là tầng 9, nhưng hắn ở trên bản chất kỳ thật là chuẩn thiên tôn, lại dùng lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới rèn luyện, thực lực còn mạnh hơn chuẩn thiên tôn cùng dai. Trừ khi, ngươi cũng dùng lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới bước ra một bước này. Lời này nói xong, toàn trường lặng ngắt như tờ. Yêu nghiệt như vậy, để bọn hắn làm sao chiến thắng? Bất quá, các ngươi cũng không cần uể oải." Triệu Phó Khang lại nói lượn trở lại, mặc dù hiện tại Lăng Hàn cường thế, thậm chí sau khi thành tựu nhất bộ thiên tôn, vẫn có thể tiếu ngạo thiên hạ, nhưng mà, khi bước vào nhị bộ thiên tôn, hắn liền không khác biệt thiên tôn cùng giai khác. Khi đó, tất cả mọi người đều nắm giữ một loại lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới, lại thêm lực lượng độc nhất vô nhị, tự nhiên không có cao thấp phân chia. Tất cả mọi người gật đầu, nhưng rất nhanh lại lắc đầu. Thành tựu nhị bộ thiên tôn, cái này nói nghe thì dễ. Nơi này phần lớn người ngay cả chuẩn thiên tôn cũng chưa hẳn thành được, mà cho dù thành, bước vào nhất bộ thiên tôn không thành vấn đề, nhưng muốn đạt tới nhị bộ. Vận khí tốt, nơi này trong 10 người, người có một cái có thể làm được. Nói cách khác, trong bọn họ chỉ ít có 9 thành người bị lăng hàn vĩnh viễn nghiền ép, cả đời vô vọng vượt qua lăng hàn. Cái này suy nghĩ một chút cũng làm người ta uể oải. Ai, có người thở dài, ai, càng nhiều người thở dài, một trận chiến này, Lăng Hàn lần nữa danh chấn bát phương. Trước đó hắn xác thực đã nổi danh, nhưng ai cũng cho rằng hắn là vận khí đặc biệt tốt, lúc này mới có thể giết hơn vạn chuẩn thiên tôn, nhất cử tiến vào tổng bảng, nhưng bây giờ, hắn độc chiến 20 tên chuẩn thiên tôn, đánh cho Hà Vũ Phong không dám chiến, đây là thực lực bá khí cỡ nào. Có mấy chuẩn thiên tôn làm được, mà khi tin tức Lăng Hàn vẫn chỉ là tiên vương tầng 9 chuyển ra, đám người càng ngạc nhiên, nhưng cũng để một bộ phận người khịt mũi coi thường, đây không phải đùa giỡn sao. Nhất định là chuyện cười, là có người vì cố ý nâng lăng hàn mới làm như vậy, tỉ như trước đó sự kiện bảng xếp hạng, người sáng suốt vừa nhìn liền biết. Lăng hàn lại không thèm để ý, hắn muốn chỉ là chút giận, mà lúc trước Hà Vũ Phong muốn giết hắn, cái sổ sách này hắn sẽ lưu về sau lại tính. Thiếu nợ hắn, hắn cuối cùng sẽ thu trở lại, tiểu hàn tử, có thể xuất động, đại hắc cầu đột nhiên tới, lăng hàn nhíu mày, thiên sinh ra khỏi thành rồi, đại hắc cầu dùng sức gật đầu suốt cuộc đợi đến ngày này. Trước đó, nó một mực dám thị thiên sinh, đợi đối phương ra khỏi thành liền đến tìm Lăng Hàn. Đi, Lăng Hàn gật đầu, một người một chó xuất phát, cũng không mang theo nữ hoàng hoặc kêu vũ hoàng, hai người giải quyết là được rồi, việc này cũng không thích hợp bạo lộ. Đại hắc cẩu ở phương diện truy tung là người trong nghề, trên đường đi cúi đầu, chồng lấy cái mông, thỉnh thoảng người một chút, lại đi đường. Hơn 20 ngày sau, bọn hắn đi tới một sơn cốc, chỉ nghe tiếng đánh nhau bành 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 từ bên trong truyền ra. Bọn hắn đi qua xem xét, chỉ thấy Thiên Sinh đang cùng một người tuyết chiến đấu. Người tuyết này cao tới mấy trăm trượng, càng có được chiến lực của Chuẩn Thiên Tôn, mà mặc dù Thiên Sinh đã bước vào tầng 9, nhưng chiến lực không có đạt tới Chuẩn Thiên Tôn, hoặc là nói, hắn còn kém một chút xíu. Nhưng dù cho có chiến lực nghiền ép, Thiên Sinh lại vẫn có thể đánh ngang tay, cái này tự nhiên phải quy công cho khí lực của hắn, dù cho chúng công kích, thậm chí ngực bụng đều mở một cái động lớn, hắn cũng có thể lập tức khôi phục lại. Cái này tiêu hao năng lực quá cường đại, chiếu đánh như vậy, một ngày nào đó, người tuyết sẽ bị sinh sinh mài chết. Nhưng chuẩn thiên tôn là chuẩn thiên tôn, không có 10 năm 8 năm, cái này căn bản là mơ tưởng. Trường 3056, ngày xưa, hôm nay. Lăng Hàn đương nhiên không có hứng thú chờ thêm nhiều năm như vậy, liền vươn người đứng dậy, muốn gia nhập chiến đoàn, chỉ thấy thân thể của thiên sinh bỗng nhiên phồng lên, biến thành hơn 300 trượng, sau đó giống như một tấm vải, bao về phía tuyết quái. Thấy cảnh này, lăng hàn không khỏi ngừng một chút tiếp tục xem thiên sinh hóa thành tấm vải to đến kinh người đạt tới cảnh giới như bọn hắn kỳ thật hình thể cũng không phải mấu chốt biến hóa chỉ ở một ý niệm bởi vậy hắn hóa thành tấm vải cũng vô cùng cường đại lập tức vây quanh tuyết quái tuyết quái cực lực dãy ruộng nhưng tiên kim cứng cỏi lại thêm lực lượng của thiên sinh lại vững vàng trói buộc tuyết quái tấm vải rất nhanh liền bao tuyết quái cực kỳ chặt chẽ sau đó chỉ thấy thiên sinh khôi phục nguyên dạng cái bụng thì cao cao nâng lên Hắn tương đương với ăn tuyết quái vào bụng, cái này rất kinh người, Tiên Vương tầng 9 sinh sinh nuốt một chuẩn thiên tôn. Oanh, bụng dưới của Thiên Sinh đột nhiên nhô lên một khối, kia là tuyết quái bị hắn nuốt vào cực lực phản kích, muốn giết đi ra, nhưng cái bụng của hắn lại vô cùng cứng cỏi, không có để tuyết quái oanh phá. Hắn hừ một tiếng, toàn thân toát ra từng tầng từng tầng hắc khí, nhìn bộ dáng có chút giống như những tiên vương bị tinh thần lực của cuồng loạn lây nhiễm, nhưng hắn lại rõ ràng duy trì được ý thức của mình. Ong 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 trên người hắn hiện ra từng phù văn cái này siêu việt quy tắc vô cùng huyền ảo con quái vật này có chút mạnh ta chỉ ít gần một ngàn vạn năm mới có thể luyện hóa hết thiên sinh thì thào nói bất quá lại có vài con ta liền có thể trở thành chuẩn thiên tôn rất xin lỗi thông chi ngươi không có khả năng này lang hàn ung dung nói ai thiên sinh lập tức quay người hiện tại hắn cao tới mấy trăm trượng quát một tiếng cũng vô cùng vang dội là cầu ra nhà ngươi đại hắc cầu lập tức chui ra nó ngao ngao gọi nhanh tự sát để duyên sinh thiên tôn xuất thế nếu không cẩu ra liền đánh nổ ngươi thiên sinh chắp hai tay sau lưng lúc ta vừa mới xuất thế cũng không sợ ngươi huống chi hiện tại lăng hàn đâu còn không ra hắn biết thanh âm mới vừa rồi không phải là đại hắc cẩu phát ra lăng hàn cười nhạt một tiếng xuất hiện ở trên đỉnh núi hiện tại hình thể của thiên sinh to lớn dù đứng ở trong cốc cũng không thấp hơn hắn quá nhiều hắn lạnh lùng nhìn lăng hàn Năm đó không có giết chết ngươi, quả nhiên là sai lầm lớn nhất của ta. Lăng Hàn lắc đầu, câu nói này rất nhiều người đều nói với ta, nhưng sự tình bọn hắn tính sai lại là căn bản không nên nhau ta. Ngươi thật cuồng, thiên sinh nói, đây là tự tin, Lăng Hàn y nguyên bình thản, lúc trước hắn cùng bọn người kỳ vô danh, hỏa phù dung liên thủ cũng không phải đối thủ của thiên sinh, nhưng bây giờ hắn đã ở trên cảnh giới đuổi ngang, không có bất kỳ thế yếu. Lúc trước không có thôn vệ huyết mạch của ngươi là tiếc núi khôn nguôi của ta, không nghĩ tới ngươi lại tự mình đưa tới cửa không tệ thiên sinh gật gật đầu tràn đầy tự tin nói hưu nói vượn đủ chưa nhanh trả duyên sinh thiên tôn lại đại hát cầu xuất thủ trước thiên sinh hừ một tiếng một trường vỗ ra đón lấy bành hai cường giả tầng chín đụng nhau một kích lập tức dẫn phát chấn động mạnh nhưng mà mặc dù một người một chó bị đẩy lui mấy trăm dặm lại từng cái điểm nhiên như không có việc gì a à, khí lực của ngươi thiên sinh kinh ngạc lập tức thốt ra Người tu thành bất diệt tiên kim thể, hắn có được một sợi thần hồn của duyên sinh thiên tôn, tự nhiên biết bất diệt thiên kinh tồn tại. Đại hắc cẩu dương dương đắc ý, cũng không phải chỉ có tên vương bát đản như ngươi mới có được khí lực tiên vương cấp. Thiên sinh khẽ nhíu mày, nhưng lập tức liền giãn ra. Vậy cũng chỉ có bị ta luyện hóa, hắn xuất thủ lần nữa, bắt tới đại hắc cẩu. Bất quá, đại hắc cẩu đã sớm đạt đến tầng 9 đỉnh phong, lại cùng ngõ lý học tập các loại lý luận, khoảng cách đặt chân chuẩn thiên tôn chỉ xa một bước chiến lực không tầm thường, nhất là khí lực đạt đến tiên kim cấp, tự nhiên càng thêm không sợ. Giống nhau, thiên sinh một mực có được phòng ngự tiên kim cấp, mặc dù hai người đánh cho vô cùng kịch liệt, lại ngươi thương không được ta, ta cũng không thương tổn được ngươi, cục diện bế tắc, đánh náo nhiệt mà thôi. Chiến chiến chiến, đánh cho thiên hôn địa ám, nhưng từ đầu đến cuối không có bất kỳ kết quả. Ông, bụng của thiên sinh lại rung động, ở trong đó là giam giữ một chuẩn thiên tôn, thực lực mạnh mẽ, đủ để tạo thành phá hư rất lớn với tiên kim. Bình thường không có gì, hắn kết hợp lực lượng của mình đủ để trấn áp, nhưng bây giờ còn muốn cùng một cao thủ tầng 9 đỉnh phong đối oanh. Nội ứng ngoại hợp liền để hắn có chút không chịu nổi. Nhiều lần bụng của hắn đã nứt ra, bị một cái móng vuốt cào nát, thiếu chút nữa để con tuyết quái kia vọt ra, miến cứng bị hắn đè ép trở về, nhưng đã có chút lực bất tòng tâm. Hắn nhìn về phía Lăng Hàn, người này còn không có xuất thủ, nếu liên thủ với Đại Hắc Cẩu, hắn căn bản không có khả năng tiêu hóa hết đồ vật trong bụng, kia cần hoàn cảnh cực kỳ an tĩnh phốc, thân thể thiên sinh dứt khoát mở ra, lần nữa hóa thành một tấm da sắt, nôn vật trong bụng ra. Tuyết quái lập tức thoát khốn, ngao ngao quát gọi, thiên sinh biến hóa thân thể, lại trở thành kích thước bình thường, cái này có thể giảm bớt diện tích bị công kích, nếu không trong chiến đấu là cực kỳ bất lợi. Bành, tuyết quái một cước đạp xuống, rơi xuống thiên sinh, nhưng chân của nó quá lớn, ngay cả đại hắc cầu cũng nằm trong công kích. Đại quái, người làm sao ngay cả bản tỏa cũng giấm. Đại hắc cầu vội vàng trốn tránh, mặc dù thân thể nó như tiên kim ăn một cước này khẳng định không chết được nhưng tuyệt đối sẽ bị đè ép đây chính là rất đau tuyết quái căn bản không để ý tới không ngừng giấm đối xử thiên sinh cùng đại hắc cầu như nhau bọn hắn vốn chính là người của hai thế giới có tuyết quái loạn nhập chiến đấu liền trở nên phức tạp tam phương hỗn chiến vô cùng náo nhiệt lang hàn thét dài một tiếng giết tới tuyết quái bành 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 hắn liên tục huy quyền từng quyền vô cùng bá đạo lực lượng của tuyết quái rất mạnh nhưng lực phòng ngự lại xa xa không có đạt tới. Tiên kim cấp, ở dưới lăng hàn của oanh loạn tạc, một cái chân của nó liền bị đập gãy, bành, thân hình lập tức nghiêng một cái, khuynh đảo xuống. Lăng hàn lại hành hung một trận, ba, đầu của tuyết quái cũng bị oanh bạo, triệt để chết đi. Sạch sẽ, gọn gàng, chương 3057, đánh cho thoải mái một. Trên mặt thiên sinh lập tức biến sắc, cái chiến lược này cũng quá cường đại đi, hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Đồng dạng là Tiên Vương tầng 9, hắn vẫn là thiên địa ý chí hóa thân, thế mà không bằng Lăng Hàn. Ta càng ngày càng hối hận, Thiên Sinh nói, lúc trước dù cho ngươi bị không gian loạn lưu cuốn đi, ta cũng nên tiếp tục truy kích, triệt để oanh sát ngươi. Lúc trước hắn cũng bị không gian loạn lưu ảnh hưởng, nhưng nếu hắn liều mạng bị thương, tiêu hao bản nguyên, vẫn có thể đuổi theo, nhưng hắn cho rằng cái này không đáng, mới mặc cho không gian loạn lưu cuốn Lăng Hàn đi. Ở hắn nghĩ đến, Lăng Hàn hẳn là không tránh được một kiếp không nghĩ tới đối phương chẳng những không chết, hiện tại đã cường đại đến tình trạng vượt qua hắn. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, hiện tại tất cả mọi người là tầng 9, tới đi, công bằng chiến một trận, nhìn xem ai mạnh hơn. Thiên sinh cười lạnh, ta thừa nhận người rất yêu nghiệt, nhưng mà, người vĩnh viễn không cách nào so sánh với thiên địa. Hắn đột nhiên mở miệng, trở nên vô cùng to lớn, nuốt về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn gặp qua chiêu này, tuyết quái chuẩn thiên tôn cũng bị hắn nuốt, quả thực rất lợi hại. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không muốn đón đỡ thân hình trốn tránh a à, vị diện hóa thân lại như thế nào ngươi đoán thiên sinh cũng không trả lời chỉ không ngừng cắn lăng hàn trong lòng lăng hàn bốc lên trầm ngâm nói vị diện có thể thôn vệ lẫn nhau tăng lên cấp độ bản thân nói như vậy ngươi khả năng cũng có được năng lực như vậy thiên sinh không khỏi cứng lại không nghĩ tới thật bị lăng hàn nói chúng vừa rồi ngươi ăn một chuẩn thiên tôn nghĩ đến là muốn luyện hóa nó nhưng bị chúng ta cản trở cho nên không thể không gián đoạn lăng hàn thuận theo mạch suy nghĩ này tiếp tục đoán xuống a à, chẳng lẽ có một ngày ngươi có thể trở thành cuồng loạn thứ hai đây cũng không phải là ý nghĩ chỉ thiên sinh mới có hà phong cũng như thế hắn đạt được một cây xúc giác của cuồng loạn bỏ ra mấy kỷ nguyên nghiên cứu để cho mình bị cuồng loạn đồng hóa cũng có được năng lực thôn phệ cho nên lăng hàn rất dễ dàng liền có suy đoán như vậy nhưng thiên sinh lại không biết hắn trợn mắt hốc mồm ở trong mắt hắn đây là đại bí mật chỉ có một mình hắn biết không nghĩ tới lại bị Lăng Hàn tùy tiện đoán ra, để hắn trong lúc nhất thời không có phản ứng. Cái này rất giống một người thật vất vả mới đào được một khối bảo thạch, muốn cùng tiểu đồng bọn khoe khoang một chút, kết quả lại phát hiện trong nhà tiểu đồng bọn đều là dùng loại bảo thạch này trải đường, loại cảm giác mất mát đột nhiên kia thật khiến người ta không thoải mái. Hắn hít một hơi thật sâu, lúc này mới đè xuống cảm xúc, quá to. Coi như người biết lại như thế nào, ta ăn ngươi, ngươi cũng chỉ có thể trở thành dinh dưỡng của ta. Thật sao, Lăng Hàn cười ha ha, tế tiên ma kiếm ra, ngươi ngược lại thử một chút xem, thiên sinh không khỏi run rẩy hắn là thiên địa ý chí hóa thân, sức cảm ứng vượt xa cảnh giới, liếc mắt liền nhìn ra nội tình của tiên ma kiếm. Đây là thiên tôn bảo khí, khí lực của mình xác thực cường hoành, ngay cả lực lượng của chuẩn thiên tôn đánh lên cũng chỉ lưu lại một cái hố nhỏ, nhưng mà, nếu hắn bị thiên tôn bảo khí chém một phát, tuyệt đối là cắt ra thành hai. Hắn không khỏi âm thầm may mắn, vừa rồi nếu thật nuốt lăng hàn vào bụng, bây giờ mình đoán chừng đã bị mở ngực mổ bụng rồi. Sức khôi phục của hắn xác thực cường đại, nhưng lực phá hoại của thiên tôn bảo khí kinh người cỡ nào, muốn phục hồi như cũng không biết cần bao nhiêu thời gian chữa thương. Vận khí của ngươi cũng tốt đến quá mức đi, thiên sinh cắn răng nói, hắn chính là thiên địa hóa thân, cũng không thể đạt được một khối vệ kim thiết, mặc dù hắc tháp là thiên tôn bảo khí, nhưng không phải là hắn tự tay luyện chế, hơn nữa bây giờ còn đang tổn hại nghiêm trọng, căn bản không cách nào phát huy chiến lược vốn có. Cho nên, ngươi vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Lăng Hàn giết tới, chả lẽ lại sợ ngươi? Thiên sinh cũng tế ra hắc tháp, ông, lập tức biến lớn, hóa thành giống như một cây gậy, nghênh đón về phía Lăng Hàn. Oanh, hai kiện thiên tôn bảo khí va chạm, lập tức lóe ra quang mang để thiên địa thất sắc. Lăng Hàn dùng sức vẩy một cái, bành, thiên sinh bị hắn đánh bay ra ngoài. Tiên ma kiếm chỉ là ở trên chất liệu bước vào thiên tôn cấp, nhưng không có lạc ấn xuống ý chí võ đạo của thiên tôn cấp, bởi vậy, nó vô cùng sắc bén, vô cùng kiên cố, trừ cái đó ra, kỳ thật nó vẫn chỉ có thể coi là tiên khí. Mà hắc tháp đâu, nó đúng là thiên tôn bảo khí chân chính, nhưng bây giờ trọng thương, căn bản không có cách khôi phục. Kỳ thật thiên tôn bảo khí không có khôi phục cũng sắc bén hơn tiên khí rất nhiều, về mặt sức chiến đấu thậm chí còn không bằng. Cho nên, tiên ma kiếm cùng hắc tháp va chạm, kỳ thật là hai khối vệ kim thiết va chạm, vậy dĩ nhiên là không có một phương có thể chiếm được thượng phong. Quyết định thắng bại, còn phải nhìn chiến lực bản thân của Lăng Hàn cùng thiên sinh. Cái này tự nhiên là Lăng Hàn mạnh hơn. Bành, Lăng Hàn đuổi theo, bổ sung một quyền, đánh vào trên mũi của thiên sinh, dù khí lực của thiên sinh cường hoành lại như thế nào, dưới một quyền cái mũi sai lệch, để hắn chảy ra máu tươi. Hắn thừa thắng truy kích, một kiếm gọt ra, đâm tới trái tim của thiên sinh. Đinh, thiên sinh quất ngang hắc tháp, ngăn ở trước ngực, một kiếm này bị chặn, nhưng lực lượng khổng lồ trào lên, thiên sinh lại bị đánh bay ra ngoài hắn không khỏi ngạc nhiên, lực lượng của mình mạnh hơn tầng 9 phổ thông quá nhiều, bởi vì trước đó hắn cũng có thể rút ra lực lượng thiên địa rèn luyện bản thân, bất qua cái này chỉ có thể ở tiên vực vị diệt, đến viêm xương vị diệt, thiên địa hóa thân như hắn tự nhiên là thất sủng. Ngay cả hắn cũng như thế, dựa vào cái gì lăng hàn có thể lực lớn hơn hắn. Hắn là tiên vực vị diện hóa thân, vì cái gì ngược lại không bằng một con dẹp ra đời ở trong vị diện. Bành, hắn lại bị đánh một quyền, bị đánh đến lảo đảo trở ra, mặt mũi tràn đầy máu tươi màu vàng kim, vô cùng thê thảm. Đây là lực lượng của Lăng Hàn quá lớn, vượt ra sức khôi phục của hắn, bất quá, đây cũng chỉ để hắn thụ một chút vết thương nhỏ, thân thể tiên kim không có dễ dàng sụp đổ như vậy. Lăng Hàn, người không làm gì được ta, thiên sinh quát, chương 3058, đánh cho thoải mái khai. Coi như bây giờ người thắng ta một bậc lại như thế nào, ta là vị diện hóa thân, có được không gian tiến hóa vô tận, con đường tu luyện của ta chỉ cần thôn phệ cường giả, căn bản không cần lĩnh ngộ, ta sẽ rất nhanh vượt qua ngươi, đến lúc đó, ta muốn giết ngươi thành cặn bã." Lang Hàn cười nhạo, "Ngươi thật lợi hại như vậy, sao có khả năng bị ta đuổi ngang ở trên tu vi, ở mặt chiến lực bị ta nghiền ép." Thiên Sinh lập tức nói không ra lời, trước kia tu vi, chiến lực của hắn nghiền ép Lăng Hàn, nhưng bây giờ lại không còn một chút xíu ưu thế. Nhớ ngày đó, hắn khí phách cỡ nào, từ trong tay Lăng Hàn đoạt lấy Thiên Tôn bảo khí, giết đến đối phương chỉ có chật vật chạy trốn nếu không phải không gian thông đạo kia đặc thù lăng hàn đã sớm chết vô số năm ghê tởm ghê tởm a hắn gầm thét nhưng thời gian không thể quay lại đừng nói hắn chỉ là thiên địa hóa thân xem như bản thân thiên địa cũng không thể làm được lăng hàn vận chuyển cửu hóa thiên kinh chiến lực lập tức tăng vọt vô số lần hắn đuổi theo thiên sinh hành hung bành 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 sau mấy chục quyền toàn bộ lồng ngực của thiên sinh đều móp méo mỏng giống như giấy kém một chút liền muốn vỡ vụn tiểu hàn tử người nhẹ một chút thân thể này còn muốn cho thiên tôn dùng. Đại hắc cầu nhịn không được nhắc nhở, thiên sinh tự nhiên cũng nghe được, tức đến méo mũi, các ngươi còn muốn đánh chủ ý thân thể của ta. Mơ tưởng, hắn phấn khởi phản kích, xem hắc tháp như cây gậy dùng, oanh, thiên tôn bảo khí phát uy, dù chỉ có uy năng của vệ kim thiết, đó cũng rất khủng bố, đánh nát từng tầng từng tầng không gian. Nhưng đối mặt lăng hàn, một chiêu này lại không dùng được, ai bảo lăng hàn cũng có tiên ma kiếm chứ. Oanh, hai người kịch liệt đối oanh, Lăng Hàn có được chiến lược chuyển thiên tôn hậu kỳ hoàn toàn nghiền ép thiên sinh, đánh cho đối phương không ngừng hoài nghi nhân sinh, vì cái gì thiên địa hóa thân như hắn không phải là đối thủ của Lăng Hàn. Hắn hận, sớm biết liền không đến viêm xương vị diệt, nếu ở tiên vực, hắn có thể có hạn độ mà ảnh hưởng thiên địa, các loại thiên tài địa bảo khẳng định xuất hiện ở trước mặt hắn, trợ giúp hắn tăng cao tu vi. Chỉ là cấp độ của tiên vực quá thấp, ngay cả nhất bộ thiên tôn cũng bị nhầm vào, điểm ấy cho dù là hắn cũng không ngoại lệ, bởi vì một khi hắn thoát ly thiên địa, kỳ thật là một cá thể đơn độc. Chính vì cân nhắc như vậy, hắn mới có thể đến viêm xương vị diện, tìm kiếm không gian phát triển rộng lớn hơn, không nghĩ tới ở nơi này đụng phải tên yêu nghiệt lăng hàn này. Hắn cắn răng, quyết định rút lui, đánh như vậy hắn khẳng định sẽ hỏng bét. Trốn không thoát đâu, lang hàn lạnh lùng nói, nhìn chằm chằm đối phương lâu như vậy, há có thể bỏ lỡ cơ hội này. Bành bành bành, hắn bước ra một bước, liên tục mười mấy quyền oanh qua, bước thiên sinh lui trở về. Nếu như ngươi giết ta, cũng khó thoát trừng phạt, thiên sinh giống to, chỉ ít trên người hắn mang theo chiếc nhẫn, có công năng ghi chép, nếu chết ở trong tay lăng hàn, phương diện tường thành khẳng định sẽ biết. Cái này so với võ viện giết hại đồng môn thì tội lớn hơn nhiều, tuyệt đối là một con đường chết, coi như ngươi là thân nhi tử của thất bộ thiên tôn cũng vô dụng. Lăng hàn lắc đầu, cười nói, ai nói muốn giết ngươi, thiên sinh xứng sờ, nghĩ đến đại hắc cầu nói, tự nhiên tỉnh ngộ. Các ngươi còn muốn để duyên sinh thiên tôn chết rồi sống lại, thay thế ta chiếm cứ thân thể này ha 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 đây là si tâm vọng tưởng nếu ta chết nhất định sẽ ở trước khi chết bóp nát tàn hồn của hắn lăng hàn hừ một tiếng ngươi làm được sao hắn đoạt công kiếm kiếm ngoan lệ không còn lưu thủ thiên sinh bị tăng áp lực một khi lăng hàn phát huy hắn làm sao cũng gánh không được dù sao thực lực giữa bọn hắn sai biệt quá lớn đây là nghiền ép thiên về một bên đơn phương đánh đập bành 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 thiên sinh đánh đến vô cùng thê thảm Lúc trước ở trong cửa việt trận công bằng chiến một trận, thiên sinh liền không phải đối thủ của Lăng Hàn, hiện tại hai người chênh lệch lại lớn hơn. Trừng trăm chiêu, Lăng Hàn một cước đạp lăn thiên sinh, gắt tiên ma kiếm ở trên cổ của đối phương. Nếu không phải không thể thật giết ra hỏa này, Lăng Hàn nào cần dùng nhiều chiêu như vậy? Đương nhiên, đánh thoải mái cũng là một nguyên nhân. Giết ha, có bản lĩnh người đâm kiếm xuống đi. Thiên sinh cười ha ha, đừng quên, duyên sinh cùng ta là dùng chung một thân thể, ta chết, tương đương với hắn cũng chết. Đại hắc cầu nhảy tới, gấp đến độ xoay quanh, tiểu hàn tử, vậy phải làm sao bây giờ? Lăng hàn cười nhạt một tiếng, nếu quả thật không cứu được duyên sinh thiên tôn, vậy không thể làm gì khác hơn là xóa đi người này. Thiên sinh là hóa thân vị diện, ý nghĩ của hắn cùng người bình thường khẳng định khác biệt. Nếu để cho hắn một mực cường đại lên, hắn tuyệt đối sẽ không đi chống cự cuồng loạn, mà muốn trở thành cuồng loạn thứ hai, nói không chừng cuối cùng còn muốn diệt đi cuồng loạn, độc bá nguyên thế giới muốn giết người cũng đơn giản chỉ cần ở trước khi giết người lấy giới chỉ của đối phương xuống là được thiên sinh nghe lăng hàn lạnh lùng nói trong lòng không khỏi dùng mình lăng hàn là thật muốn giết hắn mà không phải đang hù dọa hắn làm sao bây giờ hắn dù sao cũng không muốn chết a à? các ngươi không muốn cứu duyên sinh sao hắn kêu lên đây là cây cỏ cứu mạng duy nhất của hắn đại hắc cầu cũng luồn lên nhảy xuống mặc dù hiện tại thiên sinh bị bọn hắn bắt nhưng làm sao cứu duyên sinh thiên tôn lại trở thành một vấn đề lớn Lăng Hàn cười một tiếng, vẫy tay, hắc tháp liền rơi vào trong tay hắn. Hắn không khỏi cảm khái, hơn 100 triệu năm qua, hắc tháp rốt cục trở về. Tốt, thiên tôn bảo khí này ta tặng cho ngươi. Thiên sinh nói, ta có thể xóa đi ý chí võ đạo phía trên, để nó hoàn toàn cùng ta thoát ly quan hệ. Thế nào, một kiện thiên tôn bảo khí đổi ta một mạng, ngươi là kiếm lợi lớn A. Hắn cũng là có được giãn được, hắn thấy, chỉ cần cho hắn thời gian trưởng thành, tương lai hắn thành tựu cũng sẽ không thấp hơn cuồng loạn, hết thảy cường giả thế gian đều chỉ là dinh dưỡng của hắn mà thôi. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, đột nhiên vung hắc tháp lên, đập tới thiên sinh. Bang, thiên sinh liền ngất, lực lượng của Lăng Hàn là bực nào, nếu như một kích này của hắn dùng đủ toàn lực, dùng lực phá hoại của thiên tôn bảo khí, đầu của thiên sinh đã sớm biến thành một đoàn bột nhão. Trường 3059, Duyên sinh phục sinh. Nhưng Lăng Hàn không định giết thiên sinh, bởi vậy, một kích này hắn khống chế lực lượng, chỉ đánh ngất thiên sinh mà thôi. Cái này rất giống cầm gậy gỗ đi đánh người bình thường, dùng sức lớn một chút xác thực có thể đưa người vào chỗ chết, nhưng khống chế sức mạnh, lại có thể đánh người bất tỉnh, đánh cho đầu óc choáng váng, hoặc chỉ làm đầu chảy máu. Lăng Hàn dùng cường độ là loại thứ hai, đánh cho thiên sinh đầu óc choáng váng cộng thêm chảy máu. Ở dưới dạng đả kích này, thiên sinh căn bản không có cách tự điều khiển, lại làm sao bóp chết được linh hồn của duyên sinh thiên tôn. Hơn nữa, hắc tháp là duyên sinh thiên tôn tự tay luyện chế, đả kích như vậy sẽ tạo thành tổn thương với thiên sinh, nhưng đối với linh hồn của duyên sinh thiên tôn tuyệt đối không có ảnh hưởng. Cứ như vậy chậm rãi ma diệt linh hồn của thiên sinh, vậy còn dư lại đương nhiên chỉ là tàn hồn của duyên sinh thiên tôn, dù chỉ có một chút xíu, sống lại sẽ rất suy yếu, nhưng chỉ cần đầy đủ thời gian, hắn vẫn còn có thể khôi phục như cũ. Đại hắc cầu hiển nhiên cũng nghĩ đến, không khỏi đập móng vuốt. Diệu, diệu, trước đó không cách nào áp dụng chiến thuật như vậy, là bởi vì thực lực của Lăng Hàn không bằng Thiên Sinh, hiện tại một khi ở mặt chiến lực siêu việt, biện pháp này liền trở nên hữu hiệu. Bang, 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 trọng kích không ngừng hạ xuống, mặc dù Thiên Sinh biết như vậy không ổn, nhưng hắn làm sao khống chế được thân thể của mình. Thật giống như người bình thường bên tai có người cầm chiêng chống liều mạng gõ, để cho người ta hoa mắt chóng mặt, hoàn toàn sinh không nổi một chút xíu suy nghĩ. A, à, hắn chỉ có thể phát ra gầm thét, lại lập tức im bặt mà dừng. Bang chỉ có âm thanh va chạm du dương không dứt. Thân thể tiên kim lại như thế nào, ở dưới thiên tôn bảo khí va chạm cũng chỉ có phát ra run rẩy. Bất quá, thiên sinh thật đúng là có thể chống đỡ. Mười ngày, một tháng, nửa năm, hắn còn đau khổ trèo trống, cũng không tan vỡ. Lăng Hàn tự nhiên không thiếu kiên nhẫn, đừng nói nửa năm, một ngàn năm, một ngàn vạn năm hắn cũng sẽ rông dài như thế. Hắn thiếu duyên sinh thiên tôn hai mạng, làm sao có khả năng một chút kiên nhẫn cũng không có. Ba năm, Năm năm, 10 năm, thiên sinh thực không chịu nổi. Ở dưới hắc tháp không ngừng va chạm, trên thân thể hắn tất cả đều là từng vết dạn nứt, chảy xuôi dòng máu màu vàng óng. Đây đã là lăng hàn hạ thủ lưu tình, bằng không thì hắc tháp va chạm một lần, thiên sinh liền có thể trực tiếp chia năm xẻ bảy. Hắn nguyền rủa, toàn thân nổi lên ánh sáng màu đen, muốn liều mạng một lần. Không phải cùng lăng hàn liều đồng quy vô tận, mà là muốn triệt để xóa đi tàn hồn của duyên sinh thiên tôn. Còn muốn nhảy đáp, lăng hàn cười lạnh, bang, hắc tháp lại đập xuống thân thể thiên sinh run rẩy dữ dội tay chân sụi lơ giống như người chết bang 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 lang hàn lại gõ mấy lần thiên sinh đã không có phản ứng ngươi đánh chết hắn đại hắc cầu xông tới lang hàn gật đầu linh hồn của thiên sinh hẳn là đã chết nhưng duyên sinh thiên tôn có thể sống hay không liền nhìn tạo hóa của hắn chủ yếu là nhìn cường độ của tàn hồn nếu quá yếu vậy cũng chỉ như nến tàn trong gió chẳng mấy chốc sẽ dập tắt cái này cần ý chí cầu sinh của bản thân duyên sinh thiên tôn nếu không hắn dù sao đã sớm hợp đạo theo lý là không thể nào sống được thiên tôn a lão nhân gia ngài tuyệt đối là mãnh nhân lúc trước dùng lực lượng một người độc kháng 11 một tên thiên tôn dị vực chút khó khăn ấy ngươi nhất định có thể khắc phục đại hát cầu thị thào động viên cho duyên sinh thiên tôn thiên tôn a ngươi là vạn cổ kỳ tài hiện tại cuồng loạn tàn phá bừa bãi vẫn chờ ngài tới thu thập ngài nhất định phải sống a Hiện tại Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu chỉ có phần chờ, 10 năm, trăm năm, ngàn năm, để bọn hắn cảm thấy vui mừng là, thân thể thiên sinh đang từ từ phục hồi như cũ, nguyên bản ở dưới hắc tháp đả kích nứt thương đang khép lại. Đây có lẽ là hy vọng, nhưng cũng có thể là khí lực của thiên sinh cường hoành như vậy, chết cũng có được năng lực như thế. Lại qua ba ngàn năm, ngón tay của thiên sinh đột nhiên động một cái. Đại Hắc Cẩu vừa mừng vừa sợ, nhưng lại tràn đầy lo lắng. Này có khả năng là duyên sinh thiên tôn sống lại, nhưng cũng có khả năng là thiên sinh căn bản không chết. Lăng Hàn cũng nhìn lại, những năm này hắn cũng không có lãng phí thời gian, một mực tu luyện, phải nhanh một chút đạt tới tầng 9 đỉnh phong, ở phương diện thể thuật hắn cũng tiến bộ rõ ràng, ký hiệu thiên tôn cấp gia trì, tốc độ tu luyện của hắn rất nhanh. Mí mắt của thiên sinh hơi động một chút, sau đó mở ra. Kia là một ánh mắt trong suốt, có bá khí ngạo thị thiên hạ, cũng có tự tin tuyệt đối, càng có một loại quan tâm trách trời thương dân. Tuyệt đối không phải thiên sinh rõ ràng là cùng một khuôn mặt, cùng một thân thể, nhưng bởi vì ánh mắt biến hóa, lại làm cho người có cảm giác khác nhau. Thiên, thiên tôn, đại hắc cầu run giọng kêu lên, kỳ vọng càng lớn, cũng càng sợ hãi thất bại. Là ta, thiên sinh gật đầu, giờ khắc này, hắn hẳn không phải là thiên sinh, mà là duyên sinh thiên tôn. Lang hàn cười to, chúc mừng sư phụ, hắn hai tay dâng hắc tháp lên, món bảo vật này bồi bạn hắn rất nhiều năm, từ nhỏ yếu đến cường đại, thẳng đến thành tựu tiên vương mới rời khỏi hắn, hiện tại hắn đã là tiên vương tầng 9, tiên ma kiếm cũng trở thành thiên tôn bảo khí, hắn đã đi ra con đường của mình. Duyên sinh thiên tôn vạn phần cảm khái, lúc trước hắn lựa chọn hợp đạo, phòng bế thông đạo hai giới, căn bản không có nghĩ đến mình còn có một ngày sống lại. Hắn tiếp nhận hắc tháp, nhẹ nhàng ma sát, thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài. Vất vả các ngươi, hắn nhìn về phía lăng hàn cùng đại hắc cẩu gật đầu. Sư phụ, chúng ta trở về đi, lăng hàn nói. Bọn hắn ở bên ngoài đã mấy ngàn năm, trong lúc đó cũng trải qua mấy chục lần đại quân của cuồng loạn xung kích, còn tốt bọn hắn trốn vào tiên khách cư, mục tiêu đại quân của cuồng loạn lại là tường thành, trên đường sẽ không tinh tế xem xét, nên không có phát sinh xung đột gì. Mặc dù có lòng tin với nữ hoàng cùng vũ hoàng, nhưng lăng hàn vẫn muốn nhanh trở về. Được, duyên sinh thiên tôn gật đầu, hai người một chó quay lại tường thành, duyên sinh thiên tôn một mực thích ứng thân thể mới. Thiên tôn, này có ảnh hưởng đến ngày sau ngươi tiến cảnh không? đại hắc cầu hỏi